chương 12 chương 12, đôi mắt trà chàng, ân tình cũng trả lại trà ngư đít, ai? Mấy tháng trước, Giang Trường Quầy chỉ biết vị khách bí ẩn này họ phó, ngoài ra không còn gì khác. Nhưng từ cách nói năng, kiến thức và cách cư xử thì nàng cảm thấy người này không phải là người bình thường. Sau khi liễu ngũ lang của liễu gia xuất hiện thì nàng càng chắc chắn điều đó. Giang Trường Quầy thấy, cho dù bản thân có đoán sai, thì việc vị phó cô nương này xuất hiện vào thời điểm quan trọng nhất vẫn sẽ trở thành cứu tinh duy nhất của họ. Có điều nàng xem đối phương là cứu tinh, nhưng lại có kẻ thấy người này là tới kiếm chuyện. Gã thủ lĩnh hung ác giơ chân đá văng chiếc ghế bên cạnh, trợn mắt quát, mắt các ngươi bị mù cả rồi à, không thấy lão tử đang đòi nợ hả? À. Còn không mau cút đi. Gã còn chưa nói xong, phó hiểu đã vung ống tay áo, mười mấy tên côn đồ cứ thế bị hất bay ra ngoài, ồn ào quá. Giang trưởng quầy nhìn cái lỗ lớn trên cửa tiểu lầu mình, khung cửa còn lung lay sắp đổ, mọi người đều âm thầm nuốt nước bọt. Hóa ra vị này còn là cao thủ võ lâm à. Phó hiểu thấy bọn họ nhìn về phía cửa sổ lọt gió, an ủi nói, dù sao tiểu lầu này cũng sắp không thuộc về các ngươi nữa, có hỏng cũng không cần sửa, đừng đau lòng. Câu này, càng khiến người ta đau lòng hơn. Giang trưởng quầy kịp phản ứng lại, nàng cười khổ nói, ngài đã biết hết rồi sao? ở bên ngoài có nhiều người bàn tán tới vậy ta muốn không biết cũng khó phó yểu dùng tay gãi lỗ tai đã nói tới mức này giang trường quầy cũng bất chấp tất cả đại lang thiếu nợ ba vạn lượng bạc số tiền này chúng ta không kiếm nổi phó cô nương không biết cô nương có dư giả hay không chỉ là ba vạn lượng mà thôi tất nhiên ta có có điều ta cho các ngươi mượn các ngươi có đồng ý trả giá tương đương không kìa phó yểu chậm rãi nói Phu thê Giang Trường Quỳ nghe vậy thì lập tức mừng rỡ như bắt được cọng rơm cứu mạng, đợi tới khi bọn họ nghe thấy nửa câu sau mới phát hiện cổng rơm này có lẽ có độc. Ngài muốn thứ gì? Mặc dù hỏi thế, nhưng phu thê Giang Trường Quỳ cũng cho rằng vị cô nương này muốn tử lầu của bọn họ. Đôi mắt, câu trả lời của Phó Yểu đều nằm ngoài ý muốn của mọi người, ta cần một đôi mắt. Nàng sai người giấy thả kiệu xuống, nâng một chiếc bàn tới giữa bọn họ ý bảo cả nhà ba người bọn họ ngồi xuống, trong ba người các ngươi, đôi mắt của ai cũng được. Chỉ cần các ngươi đồng ý cuộc giao dịch này, ba vạn lượng sẽ thuộc về các ngươi. Nàng vừa dứt lời, Tam Nương và Đại lang đã nâng một chiếc dương tới, mở ra trước mặt mọi người, bên trong lấp lánh ánh sáng rực rỡ của vàng. Sức hấp dẫn của tiền tài thu hút mọi ánh nhìn, nhưng không ai thấy vui vẻ. Nàng mang theo nhiều tiền như vậy, chứng tỏ có chuẩn bị rồi mới tới. Ngài muốn đôi mắt làm gì? Giang trưởng quầy khó khăn hỏi. Phó Yểu thuận miệng bị chuyện, ta đang luyện chế một phương thuốc giữ mãi thanh xuân, cần một đôi mắt nghiền thành thuốc dẫn. Viên thuốc như vậy mới có thể mãi mãi giữ gìn khuôn mặt xinh đẹp của ta. Ỏe Dương Ảnh tưởng tượng tới hình ảnh đó, không nhịn được mà nôn mửa tại chỗ. Động tác này khiến Phó Yểu chú ý tới hắn ta, theo tình lý thì ai gây họa người đó chịu. Mắt của người trẻ tuổi là đôi mắt ta thích nhất, không thì dùng của hắn đi a không 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 dương đầu bếp và giang trường quầy vội vàng từ chối ồ không muốn giao dịch giao dịch giao dịch phu thê dương thị vội nói vậy thì dùng đôi mắt của ai giao dịch phó hiểu tỏ ra hứng thú hai người chìm vào im lặng sau một hồi lâu giang trường quầy nói không thể đổi điều kiện khác sao phó hiểu nhún vai trên người các ngươi chỉ có đôi mắt là hợp ý ta sau khi chắc chắn rằng cuộc giao dịch này không phải là một trò đùa không khí lại chìm vào im lặng một nén nhang sau dương đầu bếp đang định lên tiếng đã bị giang trường quầy dành trước lấy mắt của ta đi nàng nói mọi người đều cảm nhận được cảm xúc của nàng cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài giọng nói còn đang rôn rẩy bọn họ đều không thể mất cứ lấy của ta không được dương đầu bếp vội vã can ngăn không ai được đổi cả cùng lắm thì bỏ tiểu lầu này Chàng câm miệng, giang trường quầy lạnh giọng quát lớn, tiểu lầu này là ta bỏ công sức 18 năm gây dựng, chàng nói bỏ là bỏ đấy hả? Nếu không có tiểu lầu này, các ngươi ăn gì, uống gì? Tiền để Đại lang cưới thê tử, đọc sách lấy đâu ra? Dù sao cũng sẽ có cách khác chứ. Giọng điệu của Dương đầu bếp gần như cầu xin, chúng ta có thể mở một tiểu lầu khác. Biện pháp cái rắm, chàng cho rằng chúng ta còn có thể bắt đầu lại hay sao? hiếm khi Giang Trường Quầy nói lời thô tục. Có lẽ nàng muốn chút giận lên người phu quân một chút, sau đó mới bình tĩnh lại, nghe lời ta. Chàng là đầu bếp, cần đôi mắt, đại lang đọc sách cũng cần mắt, đợi giải quyết xong chuyện này, chúng ta hòa ly đi. Nàng nói điên khùng gì vậy? Dương đầu bếp nói, không có tiểu lầu thì dựa vào tay nghề của ta, chúng ta vẫn có thể sống sót. Còn việc hòa ly, nàng đừng mong nghĩ tới. Cha, Dương Anh lúc này đã nôn xong, hắn ta ngồi thẳng trên ghế cười lạnh nhìn giang trường quầy cha đừng bị thủ đoạn lấy lùi làm tiếng của nữ nhân này hù dọa bà ta dám móc mắt của mình ra hả không bà ta không dám đâu giờ bà ta nói mấy lời này chỉ để giả mù sa mưa mà thôi chỉ để cha cảm động thực tế thì bà ta chẳng mất gì cả còn đổi được danh tiếng dương anh còn chưa nói xong dương đầu bếp đã vung tay tát vào mặt hắn ta một cái xúc sinh dương anh lấy lại tinh thần Nhổ máu trong miệng ra, chế diễu nói, cha xem, cha còn vì tiện nhân này mà đánh con. Ngay sau đó, hắn ta lại ăn thêm một phát tát. Lần này là Giang Trường Quầy đánh. Bà cũng dám đánh ta. Hai mắt Dương Anh trở nên hung ác, nhìn chằm chằm về phía Giang Trường Quầy. Nhưng Giang Trường Quầy hoàn toàn không sợ, năm đó ở sông Tần Hoài, nàng nhìn thấy kẻ ác rất nhiều, Dương Anh chẳng là gì cả. Cha người nói sai rồi ngươi ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Ánh mắt Giang Trường Quỳ khinh bỉ, trái tim xúc sinh dù sao cũng có thể hâm nóng được, còn ngươi thì sao? Sự trả giá nhiều năm qua của chúng ta ngươi đều làm như không thấy, chỉ tin lời kẻ khác, nghĩ rằng ta muốn cướp chút gia sản này của ngươi. Ta vốn định đợi ngươi trưởng thành hiểu chuyện, có suy nghĩ của chính mình, chắc chắn sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của chúng ta. Bây giờ xem ra xúc sinh vẫn là xúc sinh, không thể thành người được. Giang Trường quầy nói xong hai tay dùng sức đâm vào hốc mắt, đôi mắt máu tươi đầm đìa cứ thế bị nàng moi xuống. Nàng cũng không kêu đau, tùy ý để hốc mắt chảy máu, tí tách nhỏ xuống mặt bàn, dương đại ca, năm đó chàng cứu ta một mạng, giờ thì giang tiểu huyền ta xin trả lại. Nàng để đôi mắt trên bàn, đứng dậy lảo đảo ra khỏi tiểu lầu. Nàng đừng đi, dương đầu bếp tỉnh táo lại, vội vã đuổi theo, mạng của nàng đã trả ta từ lâu, tiểu lầu này nếu không có nàng sẽ không được như ngày hôm nay, tay nghề này của ta cũng sẽ không được người ta biết tới. Một nam nhân cao lớn như hắn đã nước mắt đầm đìa, khóc không thành tiếng, chuyện này là do ta, nuôi dưỡng cai thứ như hắn. Nhưng giang trưởng quầy vẫn không để ý tới hắn, sờ soạng đi ra bên ngoài. Dương đầu bếp kéo nàng không được, cuối cùng lau nước mắt, mạnh mẽ đè nàng xuống, nàng đợi ta chút. Hắn nói dứt câu, lập tức chạy lại vào trong lấy dây bút, nhanh chóng viết gì đó rồi ấn mạnh dấu tay lên đây là thư đoạn tuyệt quan hệ phụ tử dương đầu bếp đặt trang giấy trước mặt nhi tử là ta có lỗi với ngươi sinh ngươi ra lại không dạy dỗ cho tốt để ngươi lớn lên thành bộ dạng này ta và dì giang của ngươi đã cố gắng hết sức chúng ta cảm thấy không xứng làm cha mẹ của ngươi chấp nhận rời đi tiểu lâu này và mọi thứ của dương gia đều thuộc về ngươi ngươi không cần phải lo lắng sẽ có người cướp của ngươi nữa dương đầu bếp để lại thư đoạn tuyệt cầm theo hai chiếc áo khoác bằng vải bông bọc lấy thê tử dẫn nàng đi vào trong gió lạnh gió lạnh thổi vào tiểu lầu lá thư đoạn tuyệt trên bàn xém chút nữa bị gió thổi bay phó yểu cầm lấy nó nhìn nội dung bên trên sau đó chúc mừng dương anh chúc mừng ngươi dương đại lão bản tam nương cầm đôi mắt lên chúng ta đi vâng bọn họ tới nhanh đi cũng nhanh rèm cửa bị thổi bay bông tuyết lạnh lẽo lùa vào đông lạnh đám tiểu nhị vẫn còn ngơ ngác bọn họ vuốt ve hai mắt, nhìn về phía trước, lại phát hiện dương đầu bếp và giang trường quầy đã biến mất, chỉ còn lại thiếu đông gia nhìn chằm chằm tờ giấy trên bàn, sắc mặt xanh mét. Thiếu đông gia, cậu chủ. Triệu Hưng Thái cũng mờ mịt, hắn lúc nãy cứ như đang nằm mơ, vừa mở mắt thì mọi chuyện đã kết thúc. Hắn nhìn vết máu trên bàn, im lặng thở dài, xoay người đi thu dọn tay nải. Mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ nơi này đã không còn thích hợp để học nghệ. Bên ngoài, phó yểu nâng dù trắng, ngồi trên cố kiệu, lắc lư đi ra ngoài thành. Phía trước nàng, là dương đầu bếp đang ôm thê tử gõ cửa từng y quán. Phó yểu nhìn giang trường quỳ cuộn tròn trong ngực hắn, ra lệnh cố kiệu ngừng lại trước cửa y quán. Dương đầu bếp. Dương đầu bếp nghe được giọng của nàng, không quay lại, chỉ ôm chặt thê tử, dùng sức gõ cửa. Phó yểu biết hắn đang kháng cự nàng, nàng cũng không giận, chỉ nói, nếu còn tiếp tục như vậy, Giang trưởng quầy chắc chắn sẽ chết. Nếu người muốn nàng chết thì cứ giả vờ không nhìn thấy ta đi. Nàng nói rất câu thì điều khiển người giấy đi về phía trước. Dương đầu bếp sướng sờ, nhìn khuôn mặt đầy máu của thê tử, lại nhìn cửa y quán không chịu mở, cắn răng chấp nhận. Nhưng khi hắn xoay người lại thì đã thấy cô kiệu đi xa. Phó cô nương, hắn vội kêu lên, ôm thê tử chạy về phía trước. Nhưng người phía trước cũng không để ý tới hắn, cho dù hắn chạy nhanh hay chậm vẫn cứ giữ khoảng cách không xa không gần khoảng 20 bước mỗi khi hắn ngừng cố kiệu cũng ngừng hắn đi cố kiệu lại đi đợi tới khi hắn lấy lại tinh thần quan sát xung quanh đã thấy khắp nơi là cảnh hoang vu tuyết bay đầy trời chỉ có một nơi sáng đèn ở phía trước phó cô nương dương đầu bếp nào dám bướng bình nữa vội vã bước nhanh về phía trước lúc này cố kiệu cũng ngừng lại dương đầu bếp ngừng đầu lên nhìn phía trước nào phải nhà dân, rõ ràng là một tòa đạo quan. chương 13 chương 13, Giang Trường Quầy đến đạo quan ở Đít, Ai, Beta, tên gì ấy nhỉ? Sau nửa năm được phu thê hà thợ mộc tu sửa, đạo quan bây giờ chỉ còn phần sân trước chưa san bằng, mấy chỗ khác đều đã hoàn công. Phó Yểu bước từ trên kiệu xuống, liếc nhìn Giang Trường Quầy đang ngất xỉu, Đại lang lấy băng gạc tới đây đại lang nhanh nhẹn xuống núi tìm phương nhị tam nương người hái chiếc lá mềm nhất của cây hoa thư tư trong góc sân về đây tam nương nghe lời xoay người rời đi dương đầu bếp ôm thê tử rồi thấp thỏm bước vào đạo quan tới trước tượng tam thanh phó yểu kêu hắn đặt người xuống để nàng nằm thẳng dương đầu bếp vội vàng làm theo hơi lo lắng hỏi có cần ta làm gì không ngươi phó yểu ngừng tay kể chuyện đi chuyện gì kể lại chuyện ngươi quen giang trường quầy kia bằng cách nào, để ta biết, sao một đóa hoa xinh đẹp như vậy lại cắm vào một bãi phân châu. Lời nói của phó yểu hơi ác ý, nhưng dương đầu bếp lại chẳng hề tức giận. Đúng là ta không xứng với nàng. Hắn tự hiểu, nếu ta mà có bản lĩnh thì nàng đã không thành ra bộ dạng này. Nàng đồng ý ở cạnh ta, là vì ta từng cứu nàng một mạng. Còn tại sao lại cứu, chuyện cũng chẳng có gì phức tạp, hôm đó trên đường về quê sau khi học nghệ ở tiểu lầu Thái An, hắn bắt gặp Giang Tiểu Uyển người đầy những máu ở cảnh con sông phía ngoại thành Dương Châu. Sau đó hắn cứu người, tìm đại phu, nấu thuốc, nửa tháng sau Giang Tiểu Uyển tỉnh lại, lúc này bọn họ cũng rời khỏi Dương Châu rồi. Sau khi rời khỏi Dương Châu, Tiểu Uyển nói rằng để báo đáp ta, đồng ý ở lại giúp ta mở tiểu lầu. Không ngờ lần ở lại này kéo dài tận 18 năm người khác đều nói tiểu lầu đông khách là vì tay người ta tốt nhưng lòng ta biết rõ tất cả công lao đều là của tiểu uyển nếu không phải nàng tìm cách làm quen với đám người quyền quý trong thành tiểu lầu cũng không thể yên ổn tới ngày hôm nay dương đầu bếp lau khoe mắt nhìn về phía phó yểu nói phó cô nương nếu được cô nương dùng mắt của ta đổi cho nàng được không nàng là người tốt không đáng phải chịu khổ người nghĩ đôi mắt nói móc là móc nói bỏ vào là bỏ vào đấy hả Phó Yểu thấy Tam Nương và Đại Lang đã về, cầm chiếc lá ve nát rồi nhét vào miệng Giang Trường Quầy, sau đó đặt đôi mắt trở lại vị trí, sai Đại Lang băng bó cho Giang Trường Quầy. Vậy là được rồi sao? Dương đầu bếp chưa từng thấy ai chữa trị như vậy, trong lòng hơi căng thẳng, nếu thiếu thuốc gì ta sẽ đi mua ngay. Ta vẫn còn một chiếc vòng cổ vàng, có thể mang đi đổi tiền. Đây là thứ khiến ngươi quyết định từ bỏ toàn bộ tài sản mới lúc nãy còn nói từ lầu làm ăn tốt là nhờ giang trường quầy xoay người lại tặng cho kẻ không nên tặng người đặt giang trường quầy ở đâu vậy ta dương đầu bếp muốn nói gì đó nhưng lại nhận ra bản thân chẳng thể nói nên lời đúng lúc này bên cạnh vang lên giọng nói yếu ớt của giang trường quầy phó cô nương ta không trách chàng ấy phó yểu không để ý tới tiếng kêu vui sướng của dương đầu bếp giúp giang trường quầy gỡ băng trên mắt xuống rồi tạc lưỡi nói ta còn chưa nói được mấy câu mà ngươi đã bênh rồi động tác của nàng quá nhanh dương đầu bếp còn chưa kịp can ngăn đã thấy dưới lớp băng gạc hai mắt thê tử trở lại như lúc đầu rồi tiểu uyển mắt nàng dương đầu bếp ngơ ngác nhìn nàng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt qua những gì hắn hiểu biết cho nên khi này hắn hoang mang tới độ không nói được hết câu giang tiểu uyển nghe tiếng kêu của hắn theo bản năng mà mở mắt ra không những nhìn thấy ánh sáng mà còn thấy được mọi vật xung quanh, hai mắt của ta, nàng kích động tới mức hơi thở dồn dập, hai mắt chớp lên chớp xuống, chỉ sợ đây là ảo tưởng. Cái gì mà của ngươi, đây là của ta." Phó Yểu nhắc nhở, mới hai khắc trước, ta đã bỏ ra ba vạn lượng để mua nó. Các ngươi không dễ quên tới mức đó chứ?" Phu Thê Dương Thị nhìn nhau, mọi chuyện xảy ra quanh họ thật sự quá quái lạ cho dù là đại phu có y thuật cao siêu cỡ nào cũng không thể khiến hai mắt lành lặn sau khi bị móc ra, cho dù có thể cũng chắc chắn không thể hoàn thành trong nháy mắt được. Thủ đoạn cao siêu như thế người bình thường hoàn toàn không làm được, hoặc căn bản là không có ai có thể làm được. Phó cô nương, ngài là thần. Ta chỉ là chủ nhân của đạo quan này thôi." Phó Yểu đứng dậy nói, hai mắt của ta tạm gửi ở chỗ ngươi, đợi tới khi ta cần sẽ đến lấy, vậy nên ngươi đừng vội vui mừng. Không dám, mỗi lần được thấy ánh sáng, ta đều cực kỳ biết ơn. Khóe mắt Giang Trường Quỳ tuôn lệ. Hy vọng là vậy đi, dù sao có được rồi lại mất đi đau khổ hơn nhiều so với việc từ đầu đã mất. Phó Yểu nói xong thì biến mất. Mặc dù cũng đã thẩm đoán ra, nhưng một người sờ sờ trước mặt đột nhiên biến mất vẫn khiến Phu Thê Dương thị kinh hãi không thôi. Đợi người hoàn toàn biến mất, Phu Thê Dương thị nhìn về phía Tam Nương và Đại Lang bên cạnh, các ngươi cũng Đúng thế, sợ à?" Tam Nương hỏi. "Có chút, đây là nói thật, khi đối mặt với một sự việc lạ lùng như này, ai cũng khó mà tránh khỏi việc sợ hãi. Sau này sẽ quen thôi." Đại Lang an ủi bọn họ, nhưng phải nói là Giang Trường Quỳ thật sự rất lợi hại, lúc nãy ta cũng bị dọa sợ. "Thế sao?" "Tất nhiên rồi, ngay cả quan chủ cũng phải kinh ngạc." Đại Lang sợ rằng hai người sẽ lo lắng nói liên miên không dứt có lẽ ngài ấy không ngờ rằng giang trường quầy lại mạnh mẽ tới vậy thôi được rồi chuyện quá khứ không nhắc đến nữa sau này hai người có suy tính gì chưa suy tính dương đầu bếp suy nghĩ nói có lẽ chúng ta sẽ tìm một chỗ sau đó thì mở một tiệm cơm bắt đầu lại từ đầu chỉ cần còn tay nghề bọn họ sẽ không chết đói thế cũng không tệ tay nghề của dương sư phụ rất tốt tới lúc đó chắc chắn mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu đại lang nói sau đó lại hỏi đủ thứ chuyện với bọn họ nói chuyện một lúc lâu sự sợ hãi trong lòng phu thê dương thị cũng dần vơi bớt dương đầu bếp bắt đầu lớn gan hỏi đại lang chuyện phó cô nương muốn dùng đôi mắt để làm thuốc dẫn là thật sao chuyện này bọn họ nhất định phải hỏi rõ tránh thắc mắc trong lòng là già quan chủ mua mắt để mình dùng Đại lang nhỏ giọng nói, hai người chắc không nhận ra, đôi mắt của quan chủ không nhìn được. Đúng là bọn họ không nhận ra thật. Nói chuyện một hồi, Giang trường quầy bắt đầu thấm mệt. Đại lang ra ngoài tìm hai chiếc chăn cho họ, rồi lặng lẽ rời đi. Việc xảy ra đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Đại lang nhìn bông tuyết bay là tà bên ngoài, tam nương tỉ tỉ, tỉ nghĩ cái dương tóc ghẻ kia có bị phát hiện không? thật ra dương vàng kia chính là một cái dương chứa đầy cóc ghẻ ai cũng không ngờ giang trường quầy lại quyết tuyệt tới vậy nói móc mắt là móc giao dịch vốn là không chắc sẽ thành hiện tại chỉ sợ phải thật sự làm giao dịch sao bị phát hiện được phó yểu biến mất lúc nãy xuất hiện bên chân nàng còn có một dương gỗ hai người đi đổi dương cóc ghẻ đó về đây đại lang nhẹ nhàng mở dương ra sau đó nhanh chóng khép lại hắn bất mãn nói cần gì phải đưa vàng cho tên khốn nạn kia ta thấy hắn không xứng có được một văn tiền hắn là cái thá gì sao đáng để ta đánh đổi danh tiếng của mình giọng điệu phó yêu lạnh nhạt hơn nữa ngươi đừng xem thường nữ nhân đặc biệt là nữ nhân từng là hoa khôi tại sao đại lang không hiểu nhưng tam nương dường như nhận được chỉ dẫn lập tức hiểu ra đúng thế hoa khôi không phải chỉ biết nhìn mặt đại lang vẫn không hiểu lắm Hắn vốn định hỏi lại Tam Nương, nhưng lại nhìn thấy nụ cười quái dị trên mặt nàng ta. Nụ cười này nếu để Phương Nghị nhìn thấy thì có lẽ sẽ sợ tới mức chết ngất. Ngày hôm sau, Giang Trường Quỳ tỉnh lại, đạo quan không có một bóng người. Phía nhà bếp vang lên chút động tĩnh, nàng nhìn ra ngoài thì thấy phu quân đang nấu cháo. Dương đầu bếp thấy nàng dậy, nói: "Ta xuống núi mua ít gạo nấu cháo, đợi chút nữa là xong." Cũng không biết phó cô nương đi đâu cùi lửa trong quan không nhiều sợ là cháu không để được lâu đâu giang trưởng quầy đứng yên không nhúc nhích có lẽ cảm thấy không ổn dương đầu bếp ngẩng đầu nhìn nàng hỏi sao thế dương đại ca hai người đoạn tuyệt quan hệ chàng có hối hận không giang trưởng quầy hỏi nhắc tới nhi tử dương đầu bếp lại cúi đầu khởi que lửa buồn rầu nói những thứ có thể cho ta đều cho hắn muốn nhiều hơn cũng chẳng có sau này tốt hay xấu đều phải xem ông trời ta hiện giờ chỉ là nam nhân của nàng chuyện gì ta cũng nghe theo nàng giang trưởng quầy nghe thế cuối cùng cũng nở nụ cười ta đã cho chàng cơ hội dương đại ca chúng ta ở lại đạo quan này đi ở đây hắn đã đi xung quanh kiểm tra nơi này núi rừng hoang vắng không có người ở cũng không thể làm ăn buôn bán được phải ở lại đây chúng ta đi cầu xin phó cô nương có lẽ nàng sẽ cho chúng ta ở lại giang trưởng quầy nói dương đầu bếp đang định nói gì đó nhưng thấy thê tử kiên quyết cuối cùng đồng ý được nghe lời nàng mau uống cháo đi được giang trưởng quầy mỉm cười khuôn mặt lộ ra vẻ sung sướng không thể che giấu ở trên xà nhà nơi hai phu thê không nhìn thấy đại lang và tam nương ngồi nói chuyện với nhau đại lang rất vui khi đạo quan có thêm người vào ở mặc dù không biết tại sao giang trường quầy lại muốn ở lại nhưng sau này đạo quan của chúng ta náo nhiệt hơn rồi bởi vì nơi này ở trên núi cách biệt với thế gian tam nương lại hiểu được ý muốn của giang trường quầy bề ngoài thì dương anh nhận được toàn bộ gia sản của dương gia nhưng đó chỉ là tạm thời mà thôi thế lực muốn chiếm lấy tiểu lầu sẽ không vì dương anh trả hết ba vạn lượng mà ngừng tay nếu dương anh đồng ý giao tiểu lầu ra thì còn đỡ nếu không hắn ta có giữ được mạng hay không cũng khó nói. Có lẽ ban đầu Giang Trường Quỳ muốn giúp đỡ phụ tử Dương ra vượt qua cửa ải khó khăn này, nhưng hiện giờ thì nàng đã hoàn toàn từ bỏ đứa con riêng kia. Trên núi rất khó hỏi thăm tin tức bên ngoài, không có sự che chở của phu thê Dương Thị, Dương Anh có khi sẽ bị những kẻ đó cắn xé đến mức xương cốt cũng không còn. Nghĩ tới là thấy mong chờ. Đại lang ngồi bên cạnh nhìn tam nương nở nụ cười, thầm run rẩy lại nữa, lại nữa. Chương 14 Chương 14, giao dịch thứ Nam Edith, ai, Beta, tên gì ấy nhỉ? Dù Tam Nương nghĩ gì, Giang Trường Quầy cũng nhanh chóng tìm được Phó Yểu. Phó Yểu nghe nàng nói rằng muốn ở lại, quay sang nhìn dương đầu bếp đang bổ củi bên cạnh, tên nam nhân này tốt cỡ đó à? Còn quan trọng hơn cả đôi mắt của ngươi. Thành thật mà nói, bộ dạng của dương đầu bếp lúc còn trẻ cũng không tệ, nhưng dáng người mập mạp của bây giờ không hề hấp dẫn chút nào. Giang trưởng quầy hơi sừng sốt nhưng hiểu ra ngay, ngài đã biết rồi sao? Giang trưởng quầy hơi ngại ngùng. Đúng là nàng cũng không tốt bụng tới vậy. Sợ dĩ, dùng thủ đoạn quyết tuyệt như vậy để cắt đứt với Dương Anh là vì nàng đã không còn kiên nhẫn. Ta biết là ngài thấy không đáng. Chỉ là một nam nhân không có gì cả, đâu đáng để ta trả giá nhiều đến thế. Ta từng là hoa khôi, năm đó ở bên sông Tần Hoài, dạng nam nhân nào mà ta chưa từng gặp qua. Tuấn Tú, nhiều tiền, quyền quý, thậm chí là tài tử nổi danh thiên hạ cũng đều phải lấy lòng ta. Dương ca trừ việc nấu ăn khá là ngon, thật lòng với ta, chuyện gì cũng nghe lời ta, còn lại thì không thể so sánh với người khác được. Đúng là ta không có chàng ấy vẫn sẽ sống rất tốt, nhưng chàng ấy không có ta thì phải làm sao đây? Có một nhi tử như vậy, Cuộc đời sau này của chàng ấy sẽ gặp toàn bất hạnh. Ta nghĩ, nam nhân này đã đào tim đào phổi cho ta suốt 18 năm, nếu chàng ấy không thể xử lý chuyện này thì để ta. Dùng một đôi mắt, đổi lại cả đời chàng ấy nghe theo ta, ta thấy rất đáng giá. Phó Yểu im lặng một hồi, chắp tay nói, "Giang đại ca, thất kính thất kính." Giang trưởng quỳ lập tức chắp tay đáp lễ, nói, "Phó quan chủ, kính đã lâu, kính đã lâu." Thế là lúc Hà Thợ Mộc tới lắp cửa cho Đạo Quan, phát hiện trong Đạo Quan có thêm một vị đầu bếp và một người tiếp khách. Trong thủy huyện, vì mới qua trận tuyết lớn, Triệu Hưng Thái không thể rời khỏi thành, vậy nên đành tìm một khách điếm mà trú lại. Do ở lại trong thành nên hắn vẫn nghe được một vài tin tức, ví dụ như chuyện Giang Nguyệt Tửu Lầu đổi chủ. Tiếc là vị thiếu đông gia này không có tài năng hay thủ đoạn gì cả, tay nghề bếp núc cũng bình thường bản thân hắn ta lại không biết cách tiếp đãi khách nhân. Dương đầu bếp và Giang Trường Quầy đều đi, khách quen cũng biết hai người bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, cho nên cũng chẳng tới tiểu lầu nữa. Khách mới thì không thích đồ ăn của tiểu lầu, ăn một lần là thôi. Lâu ngày, tiểu lầu vốn đắt khách nhất huyện thành nay lại trở nên ảm đạm. Nhưng chuyện làm ăn kém chỉ mới bắt đầu. Chưa gì đã có bọn lưu manh đầu đường xó chờ tới gây chuyện, hở chút là đập ghế phá bàn, không cho tiền là không chịu đi. Cho dù có tìm quan sai tới cũng thế, quan sai vừa rời khỏi là chúng lại đổi nhóm khác tới hành hung. Triệu Hưng Thái biết chuyện này chỉ là một trong những thủ đoạn của kẻ sau màn, dùng để chiếm đoạt sang nguyệt tử lầu mà thôi. Tử lầu làm ăn không được tốt, Dương Anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc bán đi. Nhưng Triệu Hưng Thái lại nhận ra bản thân đã đánh giá thấp sự ác độc của lòng người. Một khi có thể dùng thủ đoạn thấp hèn để đạt được thứ mình muốn, sẽ có rất nhiều người không còn là con người nữa. Cuối tháng chạp, Giang Nguyệt Tiểu Lầu vốn đang rơi vào tình cảnh ảm đạm, hiếm khi có một lần đông khách. Dương Anh nhiệt tình mời khách nhân vào cửa, khách nhân lại vì một miếng thức ăn của Tiểu Lầu mà hộc máu chết tức tưởi. Những rắc rối trước kia có lẽ vẫn để Tiểu Lầu kéo dài được chút hơi tàn, nhưng hiện giờ xảy ra án mạng, chủ tiệm là Dương Anh nhanh chóng bị đưa đi, Giang Nguyệt Tiểu Lầu sụp đổ trong một đêm. Lúc sau vụ án được xử lý cực kỳ thuận lợi, đầu bếp và tiểu nhị đều khai là do chủ nhân ra lệnh bởi vì trước đó chủ nhân và vị khách chết đi kia có xích mích ngoại trừ nhân chứng còn có vật chứng thuốc độc cũng được báo rằng do dương anh tự mua nhân chứng vật chứng đã đủ dương anh có giải thích thế nào cũng chỉ đổi lấy tra tấn trong hoàn cảnh sống không bằng chết đó rất ít người có thể kiên trì được dương anh lại không phải người có tâm trí cứng cỏi nhận tội là chuyện đã được dự đoán trước giết người thì đền mạng sau khi dương anh bị phán xử trảm vào mùa thu năm sau triệu hưng thái tới thăm mục một lần trong mục giam trên người dương anh dính đầy vết máu chỉ ngẩng đầu thôi cũng khó hắn ta ngước mắt nhìn nhận ra đây là học đồ trước kia của phụ thân khóe môi cong lên ngươi tới đây để chê cười ta đấy à triệu hưng thái giật khóe môi cầm một thứ nhét vào trong nhà giam tấm biển này ta nhặt được ven đường trên đời này không còn chỗ cho nó dung thân ta nghĩ nên đưa nó cho ngươi hắn nói xong liền rời khỏi ngục giam. Sau khi hắn rời đi, Dương Anh mới cử động mí mắt, nhìn bốn chữ to trên bảng hiệu, hai mắt vô hồn. Giang Nguyệt Tửu Lầu Sau khi Triệu Hưng Thái rời đi, sách theo tay nải, ngồi xe ngựa rời khỏi thủy huyện. Hắn vốn cảm thấy bản thân ở lại đây học nghệ không lâu, lúc rời đi có lẽ sẽ không lưu luyến. Nhưng khi nhìn tường thành phía xa và không chung màu xám, trong lòng hắn bỗng cảm thấy không nữa. Triệu Hưng Thái thầm nghĩ, có lẽ vì đây là lần đầu tiên nên mới thế. Xe ngựa sóc này suốt đoạn đường, ngắm phong cảnh bên ngoài chán chê, hắn vô tình ngủ thiếp đi. Khi Triệu Hưng Thái tỉnh lại, cảm giác sóc này cũng đã biến mất. Tới nơi rồi sao? Hắn xoa hai mắt, đang định hỏi tại sao Sa Phu không gọi mình dậy, chợt nhận ra mình đã không còn ở trên xe nữa mà là đang nằm giữa một đống lá khô. Triệu Hưng Thái mơ màng phủi lá cây trên người nhìn quanh cánh rừng ánh hoàng hôn khiến khu rừng càng thêm vẻ quái dị điều này khiến triệu hưng thái cảm thấy vô cùng khó chịu hắn không dành tìm hiểu lý do tại sao sa phu lại bỏ hắn lại nữa chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức hắn đi dọc con đường phía trước mặt trời cũng dần xuống núi cho tới khi hoàn toàn khuất bóng triệu hưng thái mới nhìn thấy có ánh đèn xuất hiện đằng trước triệu hưng thái không muốn bị đông cứng ở nơi đồng không mông quạnh này bất chấp tất cả Hắn sách theo tay nải đi thẳng tới nơi có ánh sáng. Khi hắn tới gần thì bỗng gặp được người quen. Dương sư phụ, người nọ đúng là Dương sư phụ mập mạp. Triệu Hưng Thái không ngờ hắn lại ở đây, sững sờ mất một hồi lâu. "À, là ngươi à." Dương đầu bếp nhìn thấy hắn cũng bất ngờ, quan chủ nói rằng sẽ có khách tới, bảo ta mở cửa đợi, không ngờ lại là ngươi. Hắn nói xong, thấy sắc mặt Triệu Hưng Thái tái nhợt, vội vàng kéo hắn vào đạo quan chắc lạnh lắm nhỉ mau vào trong sưởi ấm đi triệu hưng thái cứ thế được kéo vào đạo quan sau đó hắn được gặp lại vị khách nhân thần bí thường xuyên đến tửu lầu cùng với hai người hầu của nàng tới rồi à phó yểu đang nằm trên bàn viết câu đối xuân mở miệng khá tùy ý triệu hưng thái còn chưa lấy lại tinh thần nhưng từ lời nói của phó yểu hắn nhận ra sự khác thường ngài biết ta sẽ tới sao ta không những biết ngươi sẽ tới, còn biết ngươi về sau sẽ ở lại đây. Phó Yểu viết xong chữ cuối cùng, thả bút xuống, sai tam nương treo câu đối trước tượng tam thanh. Triệu Hưng Thái không hiểu ta, tại sao, hắn bật cười, cũng không phản bác ngay, ta rời nhà là để bái sư học nghệ, ở đây có gì đáng để ta học sao? Nếu không thì tại sao ngươi lại tới Thủy huyện? Phó Yểu hỏi lại hắn. Câu này khiến Triệu Hưng Thái sửng sốt, sau khi rời nhà, hắn vốn định tới Kim Lăng. Ai ngờ lúc đi lại đi nhầm đường, tới khi tìm được thành trấn thì mới nhận ra bản thân đã ở Thủy huyện. Ta không hiểu ý ngài lắm, Triệu Hưng Thái nói thật. Ý ta là, đi theo ta, có thịt ăn. Phó hiểu người mùi thịt trong không khí, si mê nói, món thịt kho tàu của dương đầu bếp đúng là ăn bao nhiêu cũng không chán. Nếu người đã tới, vậy thì xuống phụ đi, đạo quan không nuôi người rảnh rỗi. Triệu Hưng Thái còn đứng đó làm gì nhanh lên sau đó triệu hưng thái sợ hãi nhận ra hai chân của hắn đang tự mình đi ra ngoài phó yểu thấy vẻ mặt hết hồn của hắn thì quay sang triệu lão gia tử đang hít hương khói bên cạnh mặt vô cảm nói ngài hít ít thôi đạo quan của ta chỉ có chút hương khói như vậy ngài hít hết thì về sau ta sẽ bắt tôn nhi của ngài trả lại gấp đôi đấy triệu lão gia tử hít mạnh một hơi cuối cùng nói là vì về sau không còn cơ hội nữa nên ta mới muốn tận hưởng một chút sao. Chỗ này có rượu không? Ta muốn uống hai ngụm. Phó yểu tùy ý ném bầu rượu trong tay cho triệu lão ngồi trên bàn thờ, ngọc bội nát rồi à. Triệu lão ra từ bắt lấy bầu rượu, uống một ngụm, sau đó than thờ khoái chí, dựa vào tượng tam thanh đáp ừ. Có rất nhiều chuyện ta không còn nhớ rõ nữa, có lẽ đây chính là dấu hiệu trước khi hoàn toàn biến mất. Chỉ là ta hơi không cam tâm, tiểu tử hưng thái trưởng thành quá chậm. Lần trước ta đã ôm hận mà chết, lần này lại ôm hận rồi tan biến, trái tim giống như bị đục khoét một lần nữa. Nhưng ta lại không có ai có thể phó thác được, nghĩ tới cảnh nó phải một mình lưu lạc đầu đường, màn trời chiếu đất chỉ vì được học nghệ, tương lai nâng dậy tiểu lầu Thái An, lòng ta lại thấy thật chua xót. Huyệt Thái Dương trên trán phó yểu giật nhẹ, ngắt lời, trong khoảng thời gian này, triệu hưng thái cứ ở trong giạp hát suốt đấy à. Sao để cả người ngài dính đầy mùi hí kịch thế? Đạo quan của ta có niêm yết giá đàng hoàng, ngài chỉ cần có thứ ta coi trọng, ta sẽ đồng ý giúp ngài một chuyện, còn không thì ngài có diễn cỡ nào ta cũng không động lòng đâu." Lão gia từ lập tức trở lại như thường, ánh mắt sáng lấp lánh, nghe nói ngươi có thể giúp người chết sống lại. "Đúng thế." Phó Yểu gật đầu, nhưng hồn phách của ngài cho dù có sống lại cũng sẽ biến thành một tên mốc chết yểu phó yểu nói tiếp tất nhiên còn có một cách khác để sống lại như người bình thường nhưng hồn phách của người phải được uẩn nhưỡng trong suốt trăm năm ngài còn muốn sống lại hay không triệu lão ra từ rót một ngụm rượu im lặng không nói gì phó yểu cũng không vội trước khi ngài hoàn toàn biến mất có thể chậm rãi suy nghĩ trước mắt chúng ta đánh cược một chuyện nhỏ cái đã đánh cược gì cược tôn nhi bảo bối của ngài khi thấy giang trường quầy đã sáng mắt trở lại có nói chuyện của Dương Anh cho nàng với Dương đầu bếp kia nghe không? Phó Yểu nói, chuyện này đâu thể giấu giếm được, lão gia tử rất sảng khoái chọn có tiền cược là cái gì? Ta cược là không, nếu ngài thắng, tiền rượu trong phần còn lại của cuộc đời ngài ta sẽ bao chọn. Nếu ta thắng, ngài chỉ cần ấn một dấu tay lên đây là được. Phó Yểu cầm tờ giấy tam nương đưa tới. Triệu lão gia tử nhận lấy, nhìn nội dung bên trong viết giấy nợ. Beta, không sợ nợ tình nợ tiền, sợ nhất đã nợ còn có giấy nợ. Chương 15. Chương 15, Đại Lang đầu Tha-hi-a-đít, ai Beta, tên gì ấy nhỉ? Giấy nợ, Triệu lão ra từ lập tức ngộ ra, đối phương đang định dùng tay không bắt sói. Nếu lão ký tên, ấn dấu tay vào tờ giấy nợ này, Triệu gia sẽ vô duyên vô cớ nợ ba vạn 5 ngàn lượng bạc trắng. Đúng thế, dạo này ta có thiếu một món nợ ngài cứ xem như cứu giúp người nghèo đi. Phó Yểu nói, thế thì cũng phải đợi ngươi thắng rồi tính. Triệu lão tử rất kiên trì trên vấn đề nguyên tắc. Trong phòng bếp, Triệu Hưng Thái nhìn thấy Giang Trường Quầy, không nhịn được nhìn chăm chú vào mắt nàng, mắt ngài, hắn nghe người khác nói rằng vì chuyện của tiểu lầu, Giang Trường Quầy tranh cãi với Nhi Tử, kết quả hai mắt bị Nhi Tử chọc mù. Chuyện này đồn thổi rất tỉ mỉ, hơn nữa dương anh luôn nói rằng bản thân không hề chọc mù hai mắt giang trường quầy không nói tới nguyên nhân kết quả của nó nhưng hai mắt giang trường quầy bị mù rất có thể là sự thật nhưng giang trường quầy hiện tại lại không sao cả thậm chí một vết sẹo cũng không việc này khiến triệu hưng thái nghi ngờ độ tin cậy của lời đồn khỏi rồi giang trường quầy không biết ngày hôm đó triệu hưng thái không thấy mọi chuyện xảy ra là phó quan chủ chữa khỏi triệu hưng thái lúc này đã hiểu nói cách khác đôi mắt nàng lúc trước thật sự đã mù không đúng phó quan chủ nhắc tới người này triệu hưng thái cảm thấy kỳ lạ nàng biết chữa bệnh nhưng ta thấy đôi mắt của ngài không giống bị thương hoặc là nói không giống như vừa được chữa khỏi y thuật thông thường chắc chắn không thể khiến vết thương lành nhanh thế được ngay cả ngự y trong cung cũng không thể giang trưởng quầy thấy vẻ mặt hắn lập tức hiểu ra hắn đã trải qua một vài chuyện giống thế này phó quan chủ biết được gì ta nghĩ trong lòng ngươi cũng biết nàng thấy hắn không nói gì cười nói tiếp chuyện ngươi chưa từng nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại giờ là do ngươi may mắn nên mới gặp triệu hưng thái nghe thế lập tức hiểu ý nàng những chuyện lúc trước hắn gặp được không phải là ảo giác hắn bất đắc dĩ nói sự may mắn này ta có thể không cần được không lúc còn nhỏ hắn hay mơ thấy một ông lão dậy hắn nấu ăn sau đó cả nhà đều nói là ra ra hiền linh cho nên không phải là hắn hoàn toàn không tin những chuyện như thế này. Nhưng giờ lại tự mình trải qua, hắn vẫn có chút xôn sợ. Dù sao con người còn có thể nói đạo lý, nhưng quỷ thần thì không. Không thể, giang trưởng quầy đáp, nếu người đã tới đây thì giúp chuẩn bị bữa tối đi, quan chủ nói rồi, nơi này không nuôi người rảnh rỗi. Việc đã tới nước này, cho dù triệu hưng thái không chấp nhận cũng không được. Ba người bận rộn trong phòng bếp, tới khi làm xong một bàn thức ăn ngon thì trời cũng tối giang trưởng quầy đặt thức ăn lên mâm sau đó nói với triệu hưng thái hưng thái đi đưa cơm với ta nàng cố ý gọi hắn chứng tỏ có chuyện muốn nói triệu hưng thái nhìn dương sư phụ đang dọn bếp đáp một tiếng rồi chủ động bưng mâm rời khỏi nhà bếp đằng sau nhà bếp là phòng chính chỉ cách nhau vài bước chân lúc chuẩn bị vào trong giang trưởng quầy ngừng bước nói hưng thái Ngươi không có gì muốn nói ta biết sao. Triệu Hưng Thái cũng ngừng lại, đáp chỉ là vài tin tức bên ngoài thôi, ngài muốn nghe không? Tất nhiên là không, Giang trưởng quầy cười, ta và Dương sư phụ của ngươi chỉ muốn sống những ngày yên bình, chuyện bên ngoài không biết sẽ tốt hơn. Ta cũng thấy như vậy. Chỉ hai ba câu, hai người đã ăn ý ngừng câu chuyện. Trong chủ quan, Phó Yểu cười tùm tìm nhìn Triệu Lão ra tử ấn dấu tay đây là lần đầu tiên ta gặp được một đạo sĩ nghèo như vậy. Triệu lão gia tử nói thầm, ký tên lên giấy nợ. Lão gia tử thật là người sảng khoái. Phó hiểu nhìn, chắc chắn rằng không có sai sót gì thì lập tức nhét vào ngực. Cuối cùng cũng đạt được chút lợi ích, phó hiểu vui vẻ vô cùng, đặc biệt hào phóng lấy ra hai vò rượu từ hư không, bắt đầu đối ẩm với triệu lão gia tử. Đối ẩm, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Hôm sau là giao thừa tuyết trắng xóa rơi là tà bên ngoài, Giang Trường Quầy giữ Triệu Hưng Thái ở lại đón năm mới rồi hẵng đi, Triệu Hưng Thái cũng đồng ý. Sáng sớm, sau khi hắn và Giang Trường Quầy dán xong câu đối xuân, trong phòng bếp đã để đầy rượu, thịt, gạo mì, rau xanh. Đây là... Thôn dân đưa tới, dương đầu bếp giải thích, nói là quà tặng năm mới cho quan chủ. Ồ, Triệu Hưng Thái nhìn nguyên liệu nấu ăn tươi ngon trước mặt, cảm thấy dân chúng cũng rất thành tâm ngay khi hắn mang dao đi rửa, lập tức thấy bên ngoài nhà bếp đặt rất nhiều bao bố đan bằng lá cây. Hắn mở ra nhìn thử, bên trong là các loại hạt khác nhau, có hạt thông, đậu phộng, hạt dưa, tất cả đều được lột sạch sẽ. Đây cũng là người dân đưa tới. Mọi người thật sự quá có tâm. Cái này thì không phải, là trong núi đưa. Trong núi, trong núi có người sống à? Triệu Hưng Thái nhìn núi rừng bị tuyết phủ, tò mò hỏi. Ai nói chỉ có người mới mang đồ tới được. Giang trưởng quầy gõ đầu hắn, dục mau làm việc đi. Cơm tất niên năm nay phải làm 12 món, coi chừng không kịp. Triệu hưng thái bị gõ đầu, lập tức không thắc mắc gì nữa, tiếp tục bận rộn. Tối đó, tiệc giao thừa chính thức mở màn. Bàn tiệc được đặt trước tượng tam thanh, phó yểu ngồi giữa bàn, tam nương với đại lang ngồi hai bên trái phải, bên cạnh đại lang là triệu lão gia tử. Tất nhiên người bình thường không nhìn thấy được, phù thê Dương Thị và Triệu Hưng Thái ngồi hai bên sườn, cứ tưởng phó hiểu cố ý để chống một vị trí. Cuối cùng ta cũng được ăn thịt kho tàu của Dương Sư Phụ. Đại lang hưng phấn vô cùng, chỉ có trời mới biết hắn thèm thịt cỡ nào. Triệu Hưng Thái nhìn thiếu niên mặt trắng áo đỏ, rõ ràng khuôn mặt nghiêm túc, giọng nói lại vui sướng vô cùng, mí mắt hắn bắt đầu co giật. Ngoại trừ thiếu niên áo đỏ khiến hắn hoảng sợ, nữ tử áo trắng bên cạnh cũng làm hắn lạnh cả người. Hơn nữa còn có quan chủ mặc y phục màu đen, mặt mũi che kín Đạo quan này là một ổ quỷ đúng không? Tuy rằng một nửa người trên bàn đều khá kỳ lạ, nhưng bữa cơm này lại rất náo nhiệt Giang trưởng quầy giỏi ca múa, ăn được một nửa đã cất giọng hát một bài nổi tiếng lúc trước Trợ hứng cho mọi người, dương đầu bếp mùi bên cạnh dùng đũa gõ lên mép bàn cổ vũ Há miệng khen ngợi liên tục, thỉnh thoảng còn đưa một chén rượu qua cho thê tử giải khát phó yểu ở bên cạnh chơi xúc sắc với không khí tam nương ngồi ở giữa làm trọng tài dường như rất vui vẻ chỉ có đại lang là vùi đầu ăn uống triệu hưng thái nghi ngờ không biết có phải lúc trước đối phương chết vì đói hay không đại lang ăn cơm không được bẹp miệng nếu không thì phải há miệng mà ăn phó yểu nói với đại lang đại lang lập tức ngậm miệng lại triệu hưng thái hiểu được ý nghĩa trong đó xém chút sặc chết đợi tới khi hắn ho xong trong lòng lại dâng lên cảm xúc khác. Hắn cảm thấy bầu không khí ở đây rất thích ý, giống như đang ở nhà. Nhẹ nhàng, vui vẻ, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần làm những gì mình muốn là được. Trong tiếng vui cười ầm ĩ, hình như lòng giả cũng không còn cô đơn nữa. Ngay khi hắn đang cảm thụ cảm giác kỳ diệu này, phó yểu đi tới, tiểu tử, muốn đánh cực không? Triệu hưng thái nhìn xúc sắc trên bàn, có lẽ bị không khí lây nhiễm, cả người đều thả lỏng, được, Chơi thì chơi. Hai khắc sau, Triệu Hưng Thái nhìn túi tiền dẹp lép của mình, chỉ muốn cười ha hả. Quả nhiên hắn vẫn quá coi thường đối phương, không phải là coi thường độ mặt dày của quan chủ, trong tình huống thế này mà còn có thể gian lận được. Đợi uống rượu đủ rồi, ly bát lẫn lộn với nhau, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông. Ngay thời khắc giao nhau của năm mới, tiếng chuông sẽ được gõ vang, báo cho mọi người biết một năm nữa đã tới. Tết đến rồi, Giang trưởng quầy dựa vào lòng phu quân. Đúng thế, năm mới, triệu lão ra từ ôm bình rượu, nhìn ánh lửa lóe sáng bên ngoài. Quan chủ, chút nữa ta có thể về thăm người thân không? Đại lang mong chờ nhìn phó yểu, hắn muốn đoàn tụ với cả nhà trong ngày đặc biệt này. Phó yểu lại từ chối, không cần, phụ mẫu ngươi tới rồi. Thật hả, đại lang vui vẻ, xoay người chạy ra ngoài, vậy để đệ đi đón bọn họ. Phó Yểu không ngăn hắn, những người khác lại nhìn về phía nàng, Giang Trường Quỳ hỏi, chuyện của Đại Lang là? Bọn họ đều biết Đại Lang, nhưng quá khứ thì không biết. Đây cũng không phải chuyện gì bí mật, Phó Yểu thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ, lúc trước ta đã đồng ý với phụ mẫu của hắn, chỉ cần bọn họ giúp ta sửa chữa lại đạo quan, ta sẽ để Đại Lang đầu thai thành nhi tử của bọn họ lần nữa. Không ngờ còn có chuyện như thế. Giang Trường Quỳ hiểu ra, vậy đạo quan bây giờ đã xây xong phó yểu nói nói vậy nghĩa là đại lang phải đi sao đúng thế khoảng nửa khắc sau bên ngoài đạo quan vang lên tiếng nói chuyện dương đầu bếp đi ra mở cửa nhìn thấy mấy chục thôn dân cùng nhau lên núi trong tay ai cũng cầm nhang đèn đầu tiên bọn họ đốt pháo trúc ở cửa sau đó mới lần lượt vào trong dâng hương hương khói lượn lờ bữa tiệc không biết đã kết thúc tự lúc nào Phó Yểu đứng trước tượng Tam Thanh, gọi Đại Lang lại. Ngón tay nàng đặt lên trán Đại Lang, hồn phách Đại Lang thoát ra khỏi người giấy. Lúc này mọi người mới biết, Đại Lang chỉ là một thiếu niên, là một hài từ mười mấy tuổi vẫn còn nét trẻ con. Quan chủ, Đại Lang nhìn cơ thể mình, khó hiểu hỏi quan chủ. Sao nào, cơ thể người giấy thoải mái quá nên ngươi không còn muốn về với phụ mẫu mình nữa à? Phó Yểu nói. Đại Lang kinh ngạc, tới khi hiểu ra thì vui vẻ hỏi thật sao ngài nói rằng để có thể về rồi sao đầu óc ngu mốc như thế không biết sau này phải làm sao đây phó hiểu tặc lưỡi tốt quá cảm ơn quan chủ đại lang nói cảm ơn xong vội vàng chạy ra cửa cách một cánh cửa mọi người trong phòng đều nhìn thấy hắn vui vẻ nói cho phụ mẫu của mình tin tức này mặc dù phụ mẫu hắn không nghe thấy vui vẻ một hồi đại lang trở về khuôn mặt toàn là mong đợi, quan chủ, về sau đệ còn tới đây được không? Tại sao lại không? Tới lúc đó như bảo phụ mẫu của ngươi quyên nhiều tiền nhang đèn một chút." Phó Yểu nói. "Vâng, tới lúc đó đệ sẽ quyên toàn bộ tiền mừng tuổi của mình cho ngài." Đại Lang vỗ ngực hứa hẹn. Khi bọn họ đang nói chuyện, các thôn dân bên ngoài đã bắt đầu vào trong quỳ lạy. Đợi tới khi phu thê Hà Thợ Mộc xuất hiện, Phó Yểu bảo đám người giang trường quầy rót cho bọn họ mỗi người một ly rượu trên bàn thờ. Đợi hai phu thê uống xong, nàng nói, được rồi, về nhà đi. Đây là lần đầu tiên phu thê Hà Thợ Mộc nhìn thấy quan chủ, nghe nàng nói vậy thì vội vàng dập đầu, sau đó lui ra ngoài. Đợi bọn họ đi, Đại lang mới quỳ xuống đất, lại ba cái với Phó Yểu, cảm ơn quan chủ, sau này đệ sẽ thường xuyên tới thăm ngài và tam nương tỷ tỷ. Đi đi, Phó hiểu nói, vâng. Đại Lang đứng lên, chăm chú nhìn các nàng mấy lần, sau đó xoay người đuổi theo phụ mẫu, đi bên cạnh họ, cho tới khi bóng dáng của một nhà ba người biến mất. Đám người giam trường quầy mới dọn dẹp mọi thứ, trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ có Tam Nương còn hơi buồn bã. Sau này Đại Lang còn nhớ chuyện ở đây không? Nếu đã có cuộc sống mới thì cần gì phải nhớ lại? Tam Nương im lặng một lát, hỏi ta thì sao? nếu ta sống lại, có phải cũng sẽ quên không? Phó Yểu mở cửa đạo quan ra, nhìn ánh đèn phía xa. Ngay lúc thế gian chỉ còn lại ánh sáng và bóng tối này, nàng uống một ngụm rượu, với ta mà nói, cho dù là ai cũng đều chỉ là khách qua đường. chương 16 chương 16, đi bộ đến Kim Lăng buổi đêm e đực, ai, bê ta, tên gì ấy nhỉ? Năm mới, đạo quan còn náo nhiệt hơn trước, mọi người làng trên xóm dưới bắt đầu tổ chức đi chúc Tết, thăm người thân, đa phần ai cũng từng nghe chuyện về Phương Nhị, thế nên lúc đi ngang qua đây, mọi người đều ghé vào quỳ lại chút, cầu mong cho người thân gặp may mắn. Thấy người hành hương đông đúc, Giang Trường Quỳ lập tức bảo phu quân mình và Triệu Hương Thái làm ít điểm tâm, sau đó bán trước cửa đạo quan. Trình độ nấu nướng của hai người đều không tồi, giá cả còn hợp lý, thế nên có không ít người chịu bỏ tiền mua về làm quà cho người già và trẻ nhỏ. Dần già, điểm tâm trước cửa đảo quan cũng nổi tiếng khắp thôn làng xung quanh. Quan chủ, không phải đạo quan của chúng ta cũng nên có một cái tên hay sao? Giang trưởng quầy ngồi một bên, vừa đếm tiền vừa nói, nếu bây giờ đạo quan của chúng ta có tên, sau này điểm tâm cũng sẽ hấp dẫn được nhiều khách hành hương hơn. Hai mắt phó yếu lấp lánh hình ảnh của những sâu tiền, tâm trạng tốt cực kỳ, cứ gọi là lai like tài quan đi, nghĩa là sau này đạo quan của chúng ta sẽ kiếm được vô số tiền tài. Mọi người. Không khí trở nên yên tĩnh, tất cả im lặng không nói nên lời. Ta cảm thấy gọi vô trần quan khá hay. Giang trưởng quầy mở miệng, sau đó quay sang hỏi những người khác, mọi người thấy sao? Vô trần quan trùng với đạo quan khác rồi, đổi cái khác đi. Nơi này của chúng ta dựa núi gần sông, không phải trên núi còn có một cây tùng sao? Cứ gọi là thanh tùng quan đi. Triệu Hưng Thái đưa ra ý kiến. Ừm, thanh tùng quan nghe cũng không tệ, tuy đơn giản nhưng rất phong nhã hiếm khi có lúc tam nương không nói lắp vậy được chọn tên này đi sau một hồi thảo luận cuối cùng mọi người cũng quyết định được tên của đạo quan phó hiểu bị đám người này hoàn toàn bỏ qua chỉ có triệu lão gia tử an ủi nàng phó quan chủ ngài đừng chấp bọn họ cùng lắm thì ta lại viết cho ngài một tờ biên lai like mượn đồ phó hiểu ồ sau khi chọn được tên tam nương nhanh chóng viết ra giấy Giang Trường Quỳ mang xuống núi đưa cho Phương Nhị nhờ hắn đóng một biển hiệu. Mãi tới tận trạng vàng Phương Nhị mới cầm biển hiệu đã làm xong lên núi. Sau khi mọi người treo bảng hiệu lên, bắt đầu vội vàng chuẩn bị tiệc chúc mừng. Bên ngoài đạo quan, Phó Hiểu nhìn biển hiệu còn vương mùi sơn dầu, vẻ mặt hơi mơ hồ, tay bưng chén rượu uống mấy ngụm. Lúc này Triệu Lão ra từ rất chi kỳ sách vò rượu tới, thậm chí còn rót đầy một chén cho nàng sau đó nói, mỗi đồ vật một khi có tên, chúng đều sẽ nảy mầm trong lòng con người. Đạo quan bây giờ đã có tên, thế thì xem như ngài và nó cũng đã kết nối duyên phận với nhau. Chúc mừng, ngài, ít nhất thì về sau, ngài sẽ không cần phiêu bạt lang thang nữa. Phó hiểu cười, ta mà phiêu bạt lang thang sao? Ngài nói đùa gì đó, có bao nhiêu người tranh nhau mời ta lên núi chân phái, chỉ cần ta vung tay lên thì cả âm binh cũng phải sợ, người như ta mà cần phiêu bạt lang thang sao? Ngài có người thân không? Triệu lão ra từ hỏi một câu chạm vào nỗi lòng sâu nhất của phó yểu. Bạn bè thì sao? Lão ra tử hỏi tiếp. Phó yểu uống một ngụm rượu, ngồi xuống bậc thang, ta phát hiện ngài rất nhiều chuyện, toàn nói mấy lời vô nghĩa, uống rượu thì lo mà uống rượu đi, nói mấy chuyện linh tinh đó làm gì? Triệu lão ra tử ngồi xuống cạnh nàng, cười ha hà đổi đề tài, rượu này không tệ, chắc là được ủ trong cung. Sau đó lão gia tử còn cười thêm rồi nói, "Ồ, ít nhất cũng được ủ hơn trăm năm." Cái này đúng là báu vật, cho dù bên ngoài có giá giá cao cũng chưa chắc có người bán, cảm tạ quan chủ giúp ta uống được loại rượu ngon như thế này trước khi chết." Phó Yểu nhìn lão, "Ngài nói rằng rượu này có giá giá cao cũng không có người bán sao?" "Đúng thế." Triệu lão gia tử gật đầu, "Một vò thế này có thể sánh ngang với một vạn lượng vàng đấy." ngay cả bình đựng rượu cũng là đồ quý giá, có vẻ như nó được làm từ bình sứ quý hiếm. trải qua thời gian dài như vậy mà còn không sức mẻ gì. hiện tại khó kiếm được mấy đồ như thế này lắm. triệu lão gia tử nói được một nửa, thấy nàng vẫn luôn im lặng không nhúc nhích, nói tiếp, quan chủ, không phải ngài đang đau lòng đó chứ? làm gì có chuyện đó. phó yêu cười ha hả tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm với lão gia tử. trong đạo quan tam nương nhận được mệnh lệnh lập tức giấu toàn bộ mấy vò rượu còn lại đi. Sau mấy chén rượu, triệu lão gia tử nhìn ngôi sao lấp lánh trên trời, bỗng nhiên nói, chuyện lần trước ngài nói, ta suy nghĩ kỹ rồi. Phó Yểu không hỏi lão gia tử nói đến chuyện gì, chỉ đáp không hối hận sao. Không hối hận. Được, thành giao. Sau Tết Nguyên Tiêu, Triệu Hưng Thái chuẩn bị rời khỏi đạo quan, tiếp tục con đường học nghệ của mình. Buổi tối trước khi hắn rời đi, Cửa phòng đột nhiên mở ra, khuôn mặt trắng bệch của Tam nương xuất hiện, nàng mặc váy đỏ đứng bên ngoài cửa, nhìn thoáng qua thì thấy thật kinh hoàng. Mặc dù Triệu Hưng Thái đã ở đây một thời gian, nhưng vẫn thấy mình không thể thích nghi nổi. Hắn cố ổn định nhịp tim rồi hỏi, "Có chuyện gì thế?" "Quan chủ tìm ngươi." Tam nương đáp. Triệu Hưng Thái vừa ra ngoài đã thấy phó yểu đứng trước cửa. Nàng lúc này còn ngồi trên kiệu hai người khiêng, bộ dạng như chuẩn bị đi ra ngoài ngài tìm ta sao phó yểu nhìn hắn nói ngươi chuẩn bị đi đâu để bán mình học nghề tiếp bán triệu hưng thái không nhịn được mà bật cười ta định tới kim lăng ý định ban đầu của hắn cũng là tới kim lăng giờ chỉ là trở lại với mục đích ban đầu mà thôi ồ ta cũng tới kim lăng phó yểu gật đầu đó đúng là một nơi tốt đi thôi đi triệu hưng thái khó hiểu tam nương đưa một chân ra đá hắn lúc này cả ba mới cùng nhau rời khỏi đạo quan từ đạo quan xuống tới chân núi còn cách một khoảng trong khoảng đó còn có rừng cây trời lúc này thì đã tối đen như mực khiến lông tơ trên người triệu hưng thái cứ dựng đứng cả lên hắn đã hết cách chỉ đành đi gần phó hiểu hơn cố kiếm chút cảm giác an toàn đợi tới khi rời khỏi rừng cây con đường dưới chân cũng dễ đi hơn giống như đang đi trên đường bằng chứ không phải đường núi vậy ngay lúc triệu hưng thái còn đang khó hiểu không biết vì sao con đường này lại dễ đi như thế, vừa ngẩng đầu lên đã lập tức nhận ra đây không còn là đường núi nữa, trước mặt hắn rõ ràng là một tòa thành đèn đuốc sáng trưng. Cho dù trước đó trong lòng hắn đã biết quan chủ không phải là người bình thường, nhưng ngay lúc này đây, triệu hưng thái cũng phải ngơ ngác một hồi lâu. Đây là đâu, lúc này hắn trột giả vô cùng, chỗ này không phải là âm tàu địa phủ đấy chứ. Người tự mà nhìn đi, phó hiểu đáp, khi cả ba đi tới gần tòa thành, Triệu Hưng Thái mới thấy trên tường viết hai chữ hoành tráng, Kim Lăng. chương 17 chương 17, Kim Lăng có cố nhân nghe được, ai, beta tên gì ấy nhỉ? Thành Kim Lăng. Đây thật sự là thành Kim Lăng. Triệu Hưng Thái vô cùng kinh ngạc. Nếu hắn nhớ không nhầm thì dư hàng nằm ở vùng sông nước, thành Kim Lăng thì ở tận Giang Ninh, muốn tới đây bọn họ ít nhất cũng phải đi mấy trăm dặm. Bọn họ chỉ vừa xuống núi, thế mà đã tới được nơi cách đó mấy trăm dặm điều này hoàn toàn vượt xa sự hiểu biết của hắn phó yểu vẫn ngồi trên kiểu cả người cứ lắc lư theo từng bước chân trong cuốn dụ thế minh môn có viết rõ phạm cư khanh vì muốn giữ lời hứa với người bạn tri kỳ của mình sau khi chết đi đã dùng hồn phách đi ba ngàn dặm suốt ngày đêm hắn có thể đi được xa như thế thì việc ta tới kim lăng trong chớp mắt kỳ lạ lắm hả triệu hưng thái muốn phản bác nhưng lại không biết nói sao cho phải cuối cùng đành trơ mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, nhìn thử xem nơi này có thật sự là tòa thành nổi tiếng đó không. Thành Kim Lăng quả không phụ danh tiếng của nó, tới nửa đêm rồi nhưng vẫn náo nhiệt như thường, khác hẳn với mặt hồ phẳng lặng bên cạnh. Sau khi cả ba vào thành, phó hiểu đuổi triệu hưng thái đi, ta có việc cần làm, nếu người muốn học nghề thì đi đi. Giờ sử chúng ta sẽ gặp nhau tại cửa thành. Nàng nói xong thì nhanh chóng dẫn Tam Nương đi lẫn vào dòng người trên trúc, để lại một mình Triệu Hưng Thái đứng im giữa phố phường náo nhiệt, rồi cứ thế bị dòng người bao phủ. Thật sự, sẽ không, sao chứ? Tam Nương có hơi lo lắng. Triệu Hưng Thái bây giờ mới 15-16 tuổi, mặc dù trông có nét trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu niên. Không sao, tên tiểu tử đó có tâm tư rất kín đáo, tính cách cũng rất cẩn thận, dù gặp phải chuyện gì cũng sẽ tự nghĩ cách giải quyết, người đừng xem nhẹ hắn chỉ mới lớn chừng đó mà đã dám một mình ra ngoài cầu học, đây là chuyện người bình thường không dễ gì mà làm được. Cố kiệu đi ngang qua sông Tần Hoài, hai bên bờ sông vang lên tiếng nhạc, theo tuyết bay khắp ngõ ngách trong thành. Giọng hát của ca kỹ nhẹ nhàng ngân vang, phối hợp với tiếng tỳ bà tựa như hơi nước bay lơ lửng trên mặt sông, mờ mịt như làn váy của thần tiên, khiến người nghe bất giác chìm vào ảo cảnh. Phó Yểu thấy Tam Nương dừng chân lắng nghe, cũng không vội đi tiếp đợi khúc ca kết thúc, nàng hỏi thế nào? Hay, Tam Nương thật lòng nói, đây là kim lăng sao? Văn nhân ôn nhu hương, anh hùng chôn cốt tùng, ngay cả không khí cũng ngợp trong vàng son. Trốn dịu dàng của văn nhân, mồ chôn của anh hùng. Đúng thế, đây là kim lăng. Phó Yểu nói, vậy ngài muốn đi đâu? Đi chùa hộ quốc. Chỗ này cũng có chùa hộ quốc à? Tam Nương kinh ngạc, ngoài kinh thành có một ngôi chùa hộ quốc, danh tiếng rất vang rồi. Đột nhiên bây giờ lại nghe nói ở đây có một ngôi chùa như vậy khiến nàng ta có chút bất ngờ. Người đừng quên, nơi này từng là Kinh Thành. Phó Yểu nói, tiền triều xuôi nam, phần lớn những thứ ở Kinh Thành đều bị mang tới đây. Chỉ là bây giờ ở Kim Lăng không ai gọi là chùa Hộ Quốc nữa, mà đổi thành chùa Đại Tự Ân. Ngay lúc bọn họ nói chuyện, cỗ kiệu đã đi xa khỏi sông Tần Hoài, một ngôi chùa xuất hiện trong tầm mắt Tam Nương tất cả xuyên tường vào trong, không tới đại hùng bảo điện mà ra phía sân sau. Sân sau chùa gần như không có gì cả, chỉ có một cây bạch quả to lớn. Hiện giờ mùa xuân còn chưa tới, vậy nên cây bạch quả vẫn trội lùi, dáng vẻ tiêu điều. Ngay khi cô kiệu phó hiểu ngừng dưới tán cây, bạch quả đột nhiên lên tiếng, có vẻ như kim lăng hôm nay được tiếp đón một vị khách đáng gờm, chỉ mong là tối nay thành trấn này được yên ổn. Khác với vẻ ngoài già nua, giọng nói này lại như của một thiếu niên ngữ điệu còn có vẻ rất hăng hái đừng hiểu lầm phó yểu đáp ta chỉ tới đây để moi chút tin tức từ ngươi ngươi xem ta chỉ là một thân cây mà thôi có lẽ ngươi tìm nhầm người rồi bạch quả từ chối phó yểu cũng không dài dòng với hắn phế đế của tiền triều một lòng cầu tiên công pháp trong thiên hạ đều dồn hết về kim lăng tiền triều bị diệt những công pháp này cũng biến mất chỉ cần ngươi nói cho ta nó ở đâu sau này ngày nào ta cũng gọi người tới nói chuyện phiếm với ngươi tam nương điều kiện này đúng là không ngờ đến thật sao bạch quả dường như rất hứng thú nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc ngươi muốn mấy quyển sách đó làm gì với tu vi bây giờ của ngươi thì đâu cần mấy thứ đó ta chỉ muốn tìm vài thứ thôi phó yểu nói nói cách khác ngươi sẽ không chiếm làm của riêng đúng không phải tại sao ngươi lại tìm ta bạch quả hỏi trong tòa thành này nếu có bất kỳ sinh linh nào sống lâu hơn ngươi ta chắc chắn sẽ không làm phiền ngươi bạch quả im lặng một hồi nói vậy tại sao ngươi lại biết rằng ta thích nói chuyện phiếm với người khác khách hành hương từ khắp nơi tới đây lần nào qua sân sau chùa đều nghe thấy mấy lời nói kỳ quái lời đồn này đã truyền khắp nam bắc ngươi nói xem tại sao ta lại biết phó yểu đáp Cây bạch quả hơi ngại, khẽ ho khan một tiếng, vậy mỗi ngày ngươi định nói chuyện với ta bao lâu? Không thể chỉ nói một chút được. Ít nhất một canh giờ. Thành giao, bạch quả đồng ý rất nhanh, đống sách đó đã sớm thất lạc, nhưng phần lớn vẫn còn nằm trong thành kim lăng. Nếu ngươi muốn có nó thì ta không thể cho ngươi được, nhưng nếu ngươi chỉ mượn đọc thôi thì ta có thể lấy tới cho ngươi. Được, phó yếu thương lượng xong, ra lệnh cho người giấy rời đi. Đợi chút, Đằng sau vang lên giọng nói của cây bạch quả. Phó Yểu ngừng lại, quay đầu nhìn hắn. Ngươi quen biết ta hả? Bạch quả hơi tò mò, giọng điệu lúc ngươi nói chuyện với ta cứ như quen biết nhiều năm rồi vậy. Phó Yểu im lặng một hồi, nói ta nhớ, phần lớn lời đồn đại rằng trong chùa Đại Từ Ân có quỷ đều do các khách hành hương nữ nghe được một câu là chúng ta từng quen nhau hả? Ngươi đếm thử xem, ta là người thứ bao nhiêu được nghe ngươi hỏi câu này rồi. Ừm. Không nhớ rõ. Vậy à, vậy ngươi nhớ cho kỹ, ta là người, ngươi là cây, chúng ta không có cơ hội." Phó Yểu nói xong thì lập tức dẫn Tam Nương rời đi, không hề quay đầu lại. Chỉ còn Bạch Quả vẫn đứng yên tại chỗ, giống như 30 vạn ngày đêm trước đó, không thể cử động, không thể nhảy lên, chỉ có thể ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao. Bọn họ đi thẳng tới cửa thành, lúc này còn chưa tới giờ sử nhưng Triệu Hưng Thái đã đứng chờ ở đó nhìn bộ dạng uể oải của hắn có vẻ như đã gặp chuyện gì đó thất bại lắm sao thế tam nương hỏi triệu hưng thái ngẩng đầu thời dài vịt ướp muối ăn rất ngon tiếc là ta không có đủ tiền nếu không đã có thể ăn thêm mấy con tam nương im lặng nuốt lời an ủi vào bụng ba người đi về đạo quan trên đường không gặp người đi đường nào cả tới khi ánh đèn của thành kim lăng khuất xa lần nữa nhìn thấy ánh sáng cũng là lúc đạo quan hiện ra trước mắt Quan chủ, ngày mai chúng ta có đi nữa không? Triệu Hưng Thái mong chờ hỏi. Hắn không thể chờ để được ăn món thứ hai lần nữa. Phó Yểu nhìn hắn, người có tiền không? Không có tiền mà còn muốn vào thành, định đi xin ăn hả? Triệu Hưng Thái che mặt chảy vào đạo quan. Ngày hôm sau, Giang Trường Quỳ vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Triệu Hưng Thái bận rộn trong phòng bếp. Nàng bước vào trong, nhìn thấy trên bệ bếp để đầy các loại điểm tâm. Ngươi đang làm gì đó? Nàng hỏi. Khách hành hương tới dân hương đã dần ít đi, số điểm tâm này của bọn họ cũng khó bán được, ngày hôm qua vẫn còn dư khá nhiều kìa. Ta định mang xuống núi bán. Đây là biện pháp kiếm tiền duy nhất mà hắn nghĩ được suốt đêm qua. Bán điểm tâm, Giang trưởng quầy cảm thấy kỳ lạ, không phải ngươi nói là định xuống núi học nghệ sao? Không đi nữa, lúc này Triệu Hưng thay mới nhớ, dường như giang trường quầy còn chưa biết về chuyện tối hôm qua hắn do dự một hồi cảm thấy đây cũng không phải chuyện gì cần giấu giếm liền nói tối qua ta đã đi cùng quan chủ tới kim lăng ồ chơi vui không khoan đã giang trường quầy đột nhiên phản ứng lại hai mắt xinh đẹp nhìn hắn mới nãy ngươi nói đi đâu kim lăng đúng thế ngài cũng không ngờ tới đúng không triệu hưng thái đột nhiên có dục vọng muốn nói hết tối qua chúng ta chỉ xuống núi thôi kết quả vừa xuyên qua rừng cây bên kia đã phát hiện đi tới kim lăng lúc đó ta cực kỳ kinh hãi còn tưởng mình vừa tới địa phủ nhưng sau khi vào thành những người có mặt ở đó đều là người sống còn có vịt ướp muối của dương liễu cư mùi vị thật sự quá tuyệt vời giang trưởng quầy vừa nghe vừa mỉm cười nhìn hắn liên tiếp miêu tả cảnh tượng buổi tối ngày hôm qua mặc dù đây đúng là chuyện lạ nhưng nếu liên quan đến quan chủ thì nàng tin là thật chỉ là Kim Lăng đã cách xa nàng 20 năm, đột nhiên cảm nhận được nó ở gần tới vậy khiến nàng không kịp chuẩn bị. Triệu Hưng Thiên nói tới miệng khô lưỡi khô cho nên ta muốn kiếm nhiều tiền chút. Đồ ăn ở dương liễu cơ qua đắt, vịt ướp muối là món rẻ nhất mà cũng hơn 100 văn một con. Phượng tùy ngọc cốt và thịt viên tứ hỉ chắc chắn càng đắt. Hóa ra là muốn kiếm tiền à? Lúc này Giang Trường Quỳ vừa kịp ổn định cảm xúc, nàng cười nói, không phải chỉ là kiếm tiền thôi sao, người cần gì phải cướp chén cơm của Phương Nhị. Thế này đi, ở chỗ ta có một thỏi bạc, người nói với quan chủ rằng tối nay muốn tới Kim Lăng lần nữa. Sau khi tới đó, người mua ít đồ ăn ở Kim Lăng, buổi tối mang về đây, rồi sau đó đưa cho Phương Nhị bán vào ban ngày. Người xem thế nào? Triệu Hưng Thái nghe nàng nói thế thì hai mắt lập tức sáng lên, biện pháp này hay. Nếu chúng ta có thể mang đồ từ Kim Lăng về, sao không mang chút đồ ở Thủy huyện tới Kim Lăng bán? ý này cũng không tệ. Hai người bắt đầu tính toán, quyết định dựa theo biện pháp này mà làm. Mấy đồ quý ở Thủy huyện thì khó mà tìm được trong chốc lát, nhưng cũng có vài thứ không tệ. Đó là đặc sản chân gà của Thủy huyện, cộng với điểm tâm của Thanh Tùng Quan. Tới tối, Triệu Hưng Thái mượn một chiếc xe đẩy tay của Phương Nhị, bên trái đặt một nồi chân gà, bên phải là điểm tâm của Thanh Tùng Quan. Có lẽ là vì bạc, cho nên Phó Hiểu mới đồng ý xuống núi lần nữa sau khi tới kim lăng triệu hưng thái đi thẳng tới sông tần hoài giang trưởng quầy nói rằng sông tần hoài là nơi tụ tập của những kẻ có tiền buổi tối vô cùng náo nhiệt mấy thứ này của hắn bán ở đó cũng dễ hơn nhiều những nơi khác ta tới trà lâu uống trà người bán xong thì đến tìm ta phó yểu nói ngồi trên kiệu nhỏ đi về phía trà lâu triệu hưng thái đồng ý sau đó thì phát hiện tam nương không hề đi theo phó yểu cũng không rõ nàng ta đã đi đâu quầy hàng mới xuất hiện cũng không gây ra động tính gì, nhiều lắm là chỉ có mấy người bày quán bên cạnh nhìn Triệu Hưng Thái không vui, sợ bị hắn cướp mối làm ăn của bọn họ. Nhưng trên thực tế, chân gà ở Thủy huyện dường như cũng không được người yêu thích, thế là điểm tâm cũng không có ai mua. Sau một hai canh giờ bày quán, Triệu Hưng Thái chỉ bán được một ít điểm tâm, ngay cả vị huynh đệ ở quán bên cạnh cũng bắt đầu thương hại hắn. Chương 18 chương 18, cố nhân là một cái cây e đực, ai, bê ta, tên gì ấy nhỉ? Người phải giao to lên, nếu ngươi không mời khách thì ai biết ngươi bán cái gì chứ? Vị huynh đệ ở cạnh dậy bảo. Dù rằng được người khác khuyên bảo, nhưng mãi tới khi dọn quán vào giờ sửu, triệu hưng thái vẫn không bán được bao nhiêu. Trên đường về đạo quan, tam nương biến mất hai ba canh giờ đã trở lại. Bên phía chùa Đại từ Ân, đã chuẩn bị xong. Hỏi đưa sách tới đâu? Tam nương nói. Không cần đưa, tối mai chúng ta qua chùa. Phó Yểu nói. Vâng. Triệu Hưng Thái ở bên cạnh nghe hai nàng nói chuyện, ủ rũ đầy xe đầy, không biết đang nghĩ gì. Sau khi về đạo quan, phu thê giang trưởng quầy cố ý đợi bọn họ về. Sau khi biết Triệu Hưng Thái thất bại, ba người và Tam Nương lập tức ngồi quanh một cái bàn, bàn lại cách kiếm tiền, còn Phó Yểu thì lên nóc nhà uống rượu với Triệu Lão Gia Tử hình như rượu lần này không giống lần trước. Triệu lão gia tử bất mãn nói, so với Quỳnh Tương Ngọc Dịch lần trước, rượu gạo lần này thật sự quá nhạt nhẽo. Ngài nhớ lầm rồi, Phó Yểu nói. Triệu lão gia tử nhún vai, tâm trạng ngài dường như không tốt lắm. Ta biểu hiện rõ vậy à? Nếu không sao ngài lại tới tìm ta uống rượu. Phó Yểu im lặng uống nốt chén rượu gạo, rồi đặt chén xuống, ta có một vị huynh trường, lúc ta còn nhỏ, huynh ấy lúc nào cũng bảo vệ ta hiện giờ ta đã trưởng thành đủ khả năng thực hiện nguyện vọng của huynh ấy nhưng nguyện vọng của huynh ấy lại là hồn phi phách tán ta có vô vàn lý do để giữ huynh ấy ở lại nhưng ta biết người duy nhất vui vẻ khi huynh ấy ở lại chỉ có ta mà thôi đây đúng là chuyện khiến người ta không thể nào vui nổi lão ra từ gật đầu vậy ngươi chọn cách nào phó yểu nhìn ánh bình minh cuối chân trời đã hứa hẹn thì tất nhiên phải thực hiện ngày hôm sau triệu hưng thái tiếp tục cố gắng với quầy hàng nhỏ của mình tuy đặc sản của thủy huyện không bán được ở kim lăng nhưng đồ ăn ở kim lăng lại rất được dân ở thủy huyện ưa chuộng triệu hưng thái thậm chí còn nhận được mấy đơn đặt hàng việc này khiến hắn vừa vui vừa buồn tối đó hắn vẫn bày quán ở sông tần hoài phó yểu thì dẫn theo tam nương tới chùa đại tự ân bạch quả rất giữ chữ tín mười mấy quyển sách đặt chỉnh tề bên cạnh bồn cây người đọc cho ta nghe đi Phó Yểu bất ngờ nói, "Ta, Bạch Quả không ngờ nàng lại đưa ra yêu cầu như vậy. Ngươi không phải từng là tú tài à? Đọc mấy quyển sách chắc không làm khó ngươi chứ?" "Tại sao ngươi lại biết ta là tú tài?" "Không đúng, ngươi nhìn thấy ta." Bạch Quả run cành cây, bộ dạng rất kích động. "Nhìn cái gì? Nhìn thấy ngươi thật ra là một con người, chỉ bị nhốt trong cái cây này thôi." "Quả nhiên là ngươi nhận ra." Bạch quả vui vẻ, đã nhiều năm trôi qua, có thể nhìn thấy được bản thể của ta chẳng được mấy người. Không ngờ ngươi lại là một trong những cao nhân đó, bảo sao cái gì cũng biết. Phó Yểu nghe hắn nói mấy lời vô nghĩa, mấy lỗ tai hỏi, ngươi có đọc đống sách này không? Đọc đọc đọc, bạch quả dơ hai nhánh cây tới, lật sách ra, miệng tiếp tục lải nhải, cao nhân, tại sao ngươi không tự mình xem, bảo ta đọc không thấy phiền phức à? Phó Yểu thả mũ xuống, hai hốc mắt đen xì lập tức đối diện hắn, người bảo ta xem bằng cái gì bây giờ. Bạch quả nhìn khuôn mặt đáng sợ phía đối diện, lập tức nghe lời mở sách ra, ta đọc ngay đây. Dưới tán cây bạch quả, phó hiểu ngồi trên cỗ kiệu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Giọng nói của bạch quả vang lên bên cạnh, đạo có lẽ là đảo, nhưng không phải mãi mãi là đảo. Tối hôm đó, tăng lữ trong chùa cảm nhận được cơn gió ở sân sau không hề ngừng lại. Sau hôm đó, ngày nào phó yểu cũng đúng giờ tới ngồi dưới tán cây nghe đọc sách. Tam nương cũng đi theo, đôi khi có gì không hiểu, nàng ta sẽ nhờ bạch quả giải thích dùng. Bạch quả cũng dần nhận ra, cái gọi là kiếm người nói chuyện với người của phó yểu, cũng chính là bảo hắn đọc sách. Mặt khác, quán nhỏ của Triệu Hưng Thái vẫn mãi không có gì tiến triển. Nhưng sau khi hắn ăn đồ ăn ở Kim Lăng xong, mới dần biết được nguyên nhân. Bởi vì hai nơi cách xa nhau 300 dặm, cho nên khẩu vị cũng khác nhau. Khẩu vị ở Kim Lăng Thiên ngọt, Thủy huyện lại thích chua ngọt hơn, thế nên đồ ăn ở Thủy huyện mới khó bán. Sau khi nhận ra sự khác biệt, hắn bắt đầu tính toán cải thiện điểm tâm Thủy huyện, để xem thử có thể tạo ra một món ăn mà cả hai nơi cùng thích hay không. Thời gian cứ thế trôi qua, ngay khi tháng 2 tới, số lần tam nương ngẩn người bắt đầu tăng lên. Kỳ thi mùa xuân sắp bắt đầu rồi. Cho dù Kim Lăng cách kinh thành 2.000 dặm, Kỳ thi mùa xuân vẫn là đề tài nóng hổi nhất. Liễu Phú Vân là người giang nam, cho nên cũng thường xuyên được văn nhân trong tử lâu trà quán nhắc tới. Mỗi lần Tam Như nghe được tên hắn là sẽ dừng chân đứng nghe. Phó Yểu thấy thế cũng không nói gì, có điều từ khi đó, lần nào nàng tới chùa Đại Từ Ân cũng đều là đi một mình. Mấy chuyện này, Liễu Phú Vân đang ở kinh thành đâu thể biết được. Lúc này hắn vẫn đang nhìn chắp gỗ mà ngẩn người. Sau khi rời đi từ đạo quan không tên vào năm ngoái, hắn đã nhờ người hỏi thăm tin tức của Tam Nương và đạo quan kia, nhưng chẳng nhận được tin tức gì hữu ích cả. Cái cháp gỗ này, trước đó hắn đã muốn mở ra rất nhiều lần, nhưng cuối cùng đều kiềm chế lại. Tối đó hắn không ngủ được, hôm sau khi Liễu Phú Vân đang rửa mặt thì vang lên tiếng gõ cửa. Mở cửa ra mới thấy là Kỳ Sương Bạch ở cách vách. "Kỳ huynh," Liễu Phú Vân mời hắn ta vào trong nhưng kỳ sương bạch lại để ý thấy sắc mặt hắn không tốt lắm lập tức hỏi liễu huynh không ngủ cả đêm à chẳng lẽ vẫn còn nghĩ tới chuyện của tam nương sau khi liễu ra biết việc liễu phú vân đi tìm tam nương thì chuyện này đã không còn là bí mật ở kinh thành định quốc công sau khi biết chuyện thì không cho phép liễu phú vân tới thăm định quốc công phủ nữa không có chỉ là sắp thi cử rồi ta có hơi căng thẳng thôi liễu phú vân không muốn giải thích nhiều kỳ sương bạch thở dài ấy náy nói nếu ta biết liễu huynh để ý tam nương như vậy thì lúc trước đã không chấp nhận hôn sự này liễu phú vân bị hắn nói chúng điều trong lòng bắt đầu thấy không thoải mái miễn cưỡng mỉm cười mấy chuyện đó đều là quá khứ cả rồi lần này kỳ huynh hẳn là có nắm chắc ta nghe người bên ngoài đồn là năm nay huynh có thể trở thành trạng nguyên lang cái này là do mọi người coi trọng ta mà thôi kỳ sương bạch khiêm tốn nói hai người chuyện trò vài câu kỳ sương bạch đột nhiên nhìn thấy cháp gỗ trên bàn bột miệng hỏi đây là à vẻ mặt liễu phú vân vẫn rất bình tĩnh là ít đặc sản bằng hữu của ta gửi tới vậy à liễu huynh quen biết rộng thật đấy kỳ sương bạch chắp tay nói ta cũng phải về đọc sách rồi nếu liễu huynh có tâm sự thì cứ tới tìm ta được sau khi kỳ sương bạch rời phòng quạt xếp trên tay hơi rung động mặc dù khuôn mặt hắn ta vẫn đang nở nụ cười ấm áp nhưng hai mắt lại trở nên lạnh lẽo khi sắp tới cửa hắn ta đột nhiên hỏi người hầu đưa hắn ta ra cửa liệu huynh có tìm được tam nương ở thủy huyện không ta thấy bộ dạng huynh ấy cứ mất hồn mất vía nếu như vậy mãi cũng không hay khoa cử sắp tới rồi bộ dạng này của huynh ấy sao mà đi thi được người hầu cũng hơi lo lắng đáp đâu tìm được gì hỏi thăm suốt mấy ngày một nửa tin tức cũng không có nghe nói công tử còn tới đạo quan xin quẻ nhưng cũng không tìm được. Xin quẻ trên đạo quan. Kỳ sương bạch cười, liễu huynh đúng là người si tình. Nếu tam nương vẫn còn, ta chắc chắn sẽ ủng hộ bọn họ. Người hầu cười khổ, không nói gì. Sau khi kỳ sương bạch về phòng mình, người hầu mới nói chuyện kỳ công tử hỏi thăm cho chủ tử mình nghe, tiểu nhân đều dựa theo lời dặn của ngài. Ta biết rồi, người lui xuống đi. Liễu phú vân đang viết chữ. Đến khi viết xong thì cán bút cầm trên tay cũng bị hắn bóp nứt. Quan hệ của hắn với Kỳ Sương Bạch rất hời hợt, lần này tới kinh thành thi cử, Kỳ Sương Bạch lại chủ động ở cùng chỗ với hắn. Những lần nói chuyện sau của bọn họ đều xoay quanh vấn đề khoa cử, nhưng chỉ cần lơ đãng chút là Kỳ Sương Bạch lại nhắc tới Tam Nương. "Muốn thử ta à?" Liễu Phú Vân nhìn vào khoảng không vô định, đáy mắt hiện lên chút châm chọc, nhưng đa phần là bi thương. Kỳ Sương Bạch càng làm thế chỉ càng chứng minh việc Tam Nương mất tích không đơn giản. Thậm chí, Tam Nương có lẽ đã. Người hầu bên ngoài đột nhiên gõ cửa, công tử, kỳ công tử ra ngoài. Liễu Phú Vân hít một hơi thật sâu, nói, về sau không cần để ý hướng đi của hắn nữa, cũng đừng để hắn tới quấy giày ta. Kỳ Sương Bạch tới tiểu lầu đã đặt sẵn, vừa vào cửa đã thấy phó mũ nương ở đó. Nếu không nhắc tới những thứ khác, chỉ so khuôn mặt thì phó mẫu thật sự kém xa phó tam chỉ tiếc phó tam là một đứa nói lắp một nữ nhân nói lắp thì sao có thể xứng làm chính thê của kỳ xương bạch được trà ngon kỳ xương bạch vừa vào cửa đã khen chàng còn chưa uống thì sao biết đây là trà ngon phó mẫu nương cười khẽ trà do nàng nấu tất nhiên là trà ngon miệng lưỡi nịnh nọt tuy nói thế nhưng gương mặt phó mẫu nương tràn đầy vui vẻ liễu mũ rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện liên quan tới tam nương ta thấy hắn đã bắt đầu nghi ngờ kỳ sương bạch tỏ vẻ không để ý nhưng hắn không tìm được thi thể cũng không có chứng cứ cho dù nghi ngờ cũng không làm gì được nói cũng đúng tam tỷ của ta đúng là tài giỏi chết rồi mà vẫn khiến một nam nhân vì nàng chạy trước chạy sau ngay cả chuyện khoa cử quan trọng nhất cũng không để ý nữ nhân ấy mà đúng là có một gương mặt đẹp là đủ Phó mũ nương nghĩ tới tỷ tỷ của mình, khuôn mặt tươi cười cũng trở nên lạnh lẽo. Ta thật muốn thấy vẻ mặt của hắn khi nhìn thấy thi thể của tam nương bị sói xé nát. Lại ghen tị, kỳ xương bạch yêu chiều bóp nhẹ mũi à ta. Nàng so đo với một người đã chết làm gì cơ chứ? Phó mũ nương hất tay hắn ta, nghiêm mặt nói: nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Khoa cử lần này không được để liễu phú vân thắng. Nụ cười của kỳ xương bạch cũng nhạt dần, hai mắt lộ rõ sát ý. Ta hiểu hắn ta chắc chắn sẽ không để bất kỳ ai phá hỏng những gì hắn muốn. Hai người lại thầm thì với nhau một hồi, phó mũ nương đội mũ có rèm, im lặng rời khỏi phòng riêng. Kỳ Sương Bạch nhìn bóng dáng à ta biến mất sau cửa, nụ cười trên mặt vẫn chưa tắt, nhưng bàn tay nắm chén trà lại chợt siết chặt, chén trà mỏng manh lập tức nứt vỡ, rơi xuống đất, nước trà văng khắp nơi. Quả nhiên lòng giả nữ nhân là áp độc nhất, mặc dù định quốc công phủ là một cây thang không tệ, nhưng nếu như có một người bên gối như thế, hắn thấy vẫn nên suy nghĩ lại. Chương 19 Chương 19, phát hiện manh mối Edit, ai, Beta, tên gì ấy nhỉ? Sau khi Kỳ Sương Bạch biết Liễu Phú Vân đang dần sinh nghi về vụ mất tích của Phó Tam Nương, hắn ta không muốn buông tha Liễu Phú Vân nữa. Tuy Phó Ngũ Nương nói rằng không thể để Liễu Phú Vân tham gia khoa cử, nhưng đây chỉ là nói suông mà thôi. Liễu Phú Vân với hắn ta đang ở cùng chỗ, nếu liễu phú vân kia xảy ra chuyện gì thì mọi người chắc chắn sẽ nghi ngờ hắn ta đầu tiên nhổ cò tận gốc thật sự phải là để liễu phú vân mãi mãi không thể tham gia khoa cử được nữa vĩnh viễn không tới được trường thi nếu hắn bị bắt vì tội gian lận trong khoa cử không chỉ có hắn mất hết tất cả ngay cả liễu gia cũng phải chịu liên lụy theo để sắp đặt chuyện này kỳ sương bạch đã chuẩn bị suốt một năm hiện giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội Phạm Văn là một trong số các giám khảo, bản chất cực kỳ tham tiền. Ngọc Khí Phường của thêm muội ông ta chính là nơi mua bán đề thi, dù sao vàng bạc có giá, ngọc thạch vô giá. Những lúc thế này sẽ không có ai tiếc tiền cả. Nghĩ tới đây, kỳ sương bạch cong khóe môi, nói, nghĩ cách tiết lộ tin này cho Liễu Gia biết. Nếu Liễu Phú Vân biết, dựa vào tính cách của hắn thì chắc chắn sẽ không mắc mưu. Nhưng Liễu Gia lại khác, nhiều thế hệ Liễu Gia đều làm kinh thương tiền tài có thể khiến người khác phải mở rộng tầm mắt điều bọn họ cần nhất lúc này chính là một thân nhân trong triều đình để giúp tiền tài của bọn họ được bảo đảm thế nên một khi bọn họ biết việc mua đề chắc chắn sẽ nghĩ cách mua giúp liễu phú vân chỉ cần liễu phú vân mua đề thì chỉ cần hắn thi đậu kỳ sương bạch hắn hoàn toàn có thể dùng một lưới bắt hết tóm một lượt liễu ra và cả liễu phú vân sau khi quản sự nghe lệnh lập tức lên tiếng làm theo Kim Lăng. Tam Nương cứ thấy không yên. Suốt nửa tháng, ngày nào Bạch Quả cũng đọc sách cho Phó Yểu nghe, dần quen thân với các nàng, thấy Tam Nương bực bội khó chịu, hắn nhanh miệng nhỏ giọng hỏi Phó Yểu, nàng ta bị sao vậy? Chuyện này cũng sắp kết thúc rồi, có nói cho hắn cũng không sao, người trong lòng của nàng và kẻ thù đều tham gia khoa cử, nàng đang lo lắng kẻ thù sẽ hãm hại người trong lòng của nàng. Ồ, chuyện này có vẻ hơi phức tạp nhỉ? Bạch Quả nói, nhưng phó cô nương lợi hại như thế chắc là có thể ngăn cản được tam nương nghe thế lập tức nhìn về phía phó yểu phó yêu vô cảm nói tại sao phải ngăn cản gậy ông đập lưng ông không thú vị hơn à nói vậy nghĩa là trong lòng phó cô nương đã có tính toán khác rồi đúng không bạch quả vỗ thân cây khen ngợi nói cách xa ngàn dặm vẫn có thể bày mưu tính kế phó cô nương đúng là người mỹ tâm thiện người mỹ tâm thiện phó yểu cười người thấy câu này hợp với ta à? Này, bạch quả không nói nên lời. Một lát sau, hắn lại nói, mặt của ngươi, tại sao lại thành ra như thế? Không những không còn đôi mắt, mà một nửa khuôn mặt đều như bị gặm cắn, ngay cả xương trắng cũng lộ ra ngoài, chỉ liếc nhìn thôi cũng thấy ghê người. Hai mắt bị móc ra, đầu lưỡi bị cắt, thi thể bị mấy con sói cắn xé, cho nên mới thành như bây giờ. Phó Yểu nói bạch quả im lặng một hồi rồi lên tiếng an ủi đừng buồn mọi chuyện đã qua rồi ta buồn cái gì đây cũng không phải cơ thể của ta phó yêu tỏ vẻ chẳng sao cả bạch quả người đoạt xá sống lại không phải cơ thể này vốn là của ai rồi hắn đột nhiên nảy ra gì đó quay đầu nhìn về phía tam nương đúng là của ta tam nương buồn bã nói vị hôn phu của ta và muội muội tư thông với nhau bị ta bắt gặp bọn họ giết ta để diệt khẩu vứt xác cho sói ăn định hủy thi diệt tích ta bây giờ vẫn còn nhớ tiếng dao găm chém vào người đau lắm tam nương nhớ lại chuyện cũ quanh thân lại bắt đầu có dấu hiệu cuồng hóa lúc này bạch quả không biết lấy từ đâu ra một quả bạch quả cho nàng ta đừng nghĩ nữa ăn cái này đi ngon lắm phó yểu ở bên cạnh thấy trái cây được đưa cho tam nương ngón tay hơi giật khi có chuyện buồn ăn một chút đầu ngon là được. Đôi cẩu nam nữ kia chắc chắn sẽ gặp báo ứng, nhân quả gộp lại, bọn họ chắc chắn không có kết cục tốt. Bạch Quả vừa an ủi Tam Nương, vừa tức giận mắng theo, những kẻ đó luôn nghĩ rằng chuyện xấu không bị người phát hiện là sẽ không sao. Thật ra ông trời đều đang nhìn, người lương thiện có trời thấy, kẻ ác sẽ bị trừng trị. Cứ chờ xem, bọn họ sớm muộn gì cũng xui xẻo. Kiếp sau có lẽ cũng chỉ có thể làm vịt tam nương bị hắn quấy dày cảm xúc vừa dâng lên cũng dần nguôi xuống tại sao là vịt nàng hỏi vì sẽ bị chúng ta ăn tuy rằng không hiểu cách nói hài hước này nhưng thấy hắn cố gắng an ủi mình như vậy tam nương vẫn nghiêm túc cảm ơn cảm ơn ây ra đừng khách sáo vậy ngươi tại sao lại ở đây tam nương hỏi hắn ta ấy à bạch quả cười ta đang đợi một người đợi gặp hắn rồi ta sẽ đi. À, Tam Nương biết đằng sau câu này cũng là một chuyện không vui vẻ gì lắm, vậy nên không hỏi nhiều. Đợi tới giờ sửu, Phó Hiểu và Tam Nương mới rời khỏi chùa Đại Tự Ân. Sau khi về đến đạo quan, Phó Hiểu leo lên nóc nhà, không nhịn được mà nhớ lại chút chuyện cũ. Lúc đó nàng vừa mới chết không bao lâu, toàn thân đều là oán khí, không hóa thành lệ quỷ mà biến thành oán quỷ oán quỷ tuy tàn ác nhưng lại không mạnh bằng lệ quỷ. Những người trong Phật môn luôn đuổi đánh đòi tiêu diệt nàng, ngay cả cô hồn giã quỷ cũng xem nàng như đồ ăn. Nàng chạy thẳng tới kim lăng, thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán, may mà có một người vươn tay về phía nàng, hỏi nàng có muốn ăn một quả bạch quả không. Không biết tam nương cũng leo lên nóc nhà từ lúc nào, nói với phó yểu bạch quả là người tốt. Người muốn nói gì, phó yểu vẫn không nhúc nhích. Có thể giúp hắn không? Nếu hắn muốn ta giúp, sẽ tự mình mở miệng." Tam nương cúi đầu, đời người rất ngắn, cần gì phải chờ đợi, chỉ phí thời gian. Ánh sao trên bầu trời lấp lánh, giọng Phó Yểu lạnh lùng, ngươi lại bắt đầu tự cho là đúng. Ở chung với Phó Yểu lâu tới vậy, Tam nương cũng không còn cẩn thận như trước kia nữa. Nghe nàng nói thế, nàng ta lập tức hiểu sau lưng còn có lý do khác. Buổi tối tiếp theo, cả hai tới chùa Đại Từ Ân, Nhân lúc Bạch Quả nghỉ ngơi sau khi đọc sách, Tam Nương hỏi, người muốn tìm ai, quan chủ, có thể giúp ngươi. Bạch Quả sừng sốt, nói, không cần. Hắn thấy Tam Nương vẫn còn nhìn mình thì đáp, được rồi, nếu ngươi đã nói chuyện của mình cho ta, ta cũng nói cho ngươi nghe. Những chuyện đó đều là quá khứ, đã không phải là vết thương chạm vào là đau nữa. Ta và ngươi giống nhau, cũng có người trong lòng. Trước kia hai chúng ta học cùng trường với nhau, thậm chí còn cùng một phòng. Sau đó chuyện của chúng ta bị phát hiện, chúng ta đã hứa sẽ cùng tuẫn tình, kiếp sau gặp lại. Nhưng sau khi chúng ta uống thuốc độc từ Thạch Tín, hắn đã được cứu sống. Sau khi ta trở lại, thì nghe được tin hắn đã có thể tử, sinh con, thi đậu, thăng quan tiến chức, cả đời trôi chảy. Không phải ta không cam lòng, dù sao hắn đã uống thuốc độc cùng ta, hắn sống sót là do trần duyên của hắn chưa hết. Một người đã chết như ta không thể bắt một người sống vì ta mà thủ tiết được ta chỉ là nghĩ nếu chúng ta đã hẹn nhau gặp lại ở kiếp sau ta phải chờ hắn chờ hắn cùng qua cầu nại hà kiếp sau chúng ta sẽ ở bên nhau nói tới đây bạch quả không còn cười nữa kết quả ngươi cũng thấy rồi đấy tới bây giờ ta vẫn không chờ được hắn ta không biết là hắn đã quên ta hay nghĩ rằng ta đã đi đầu thai trước hắn mất rồi ngàn năm trôi qua ta chẳng còn hy vọng mình sẽ có kiếp sau nữa ta chỉ là muốn gặp hắn một lần nói cho hắn biết ta không bội ước. Bạch quả nói xong, tam nương vỗ vai hắn, nếu vẫn luôn đợi, sẽ không đợi được. Phật nói rằng nhân quả luân hồi, nhân quả của ta với hắn vẫn chưa kết thúc. Nếu ta vẫn còn đợi, vậy thì hắn chắc chắn sẽ tới. Bạch quả khẳng định, không khí trở nên trầm lặng, phó hiểu luôn nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở miệng, có đọc sách nữa không? Đọc chứ, bạch quả vội vàng nghiêm mặt, bây giờ ta sẽ đọc tiếp hôm nay chúng ta đọc về Chu Sa đi. Thời gian một tối vẫn kết thúc vào giờ sửu. Sau khi rời khỏi chùa Đại Tự Ân, Tam Nương vẫn luôn im lặng, đến khi ra khỏi thành, gặp Triệu Hưng Thái, nghe hắn nói chuyện ở sông Tần Hoài, nàng ta vẫn tiếp tục im lặng. Mãi tới khi về đạo quan, Tam Nương mới mở miệng, lúc ta 10 tuổi, trong phủ có một hạ nhân, không sạch sẽ, lão phu nhân ban độc, cũng là thạch tín, chỉ nuốt có một chút, người đó đã không qua khỏi thạch tín rất độc, dù sống, cũng không thể khỏe mạnh. Người đó, thật sự nuốt thạch tín hả? Ai mà biết, Phó Yểu nói. Những chuyện xa xưa đó, ngoại trừ người trong cuộc thì có ai biết được sự thật đâu chứ? Tam nương nghĩ cũng phải, tuy trong lòng nàng ta thấy bất bình, nhưng mọi chuyện cũng qua mất rồi. Vậy bạch quả, sẽ gặp được, người đó sao? Có lẽ, giọng điệu phó hiểu bình thường, người đó đã đầu thai chuyển thế thành người, ở ngay Kim Lăng. Kinh Thành, cuộc thi hội đúng hạn tổ chức. Lúc sáng khi Kỳ Sương Bạch tỉnh lại, vừa để người hầu hầu hạ, vừa nhớ lại cảnh tượng trong mơ tối qua. Tối qua, hắn ta nằm mơ thấy đề thi. Mặc dù hiện giờ vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn ta đọc sách trước khi vào trường thi. Đến khi bắt đầu thi cử, Kỳ Sương Bạch kinh ngạc nhận ra, đề thi năm nay giống như đúc cảnh trong mơ của hắn có lẽ ông trời cũng muốn giúp hắn ta cuộc thi diễn ra trong ba ngày kỳ sương bạch đắc ý rời khỏi trường thi tuy liệu phú vân không đắc ý như hắn ta sắc mặt lúc rời trường thi hơi tái nhợt nhưng ánh mắt lại chững chạc hơn trước kia rất nhiều cả hai nhìn thấy nhau ở cửa trường thi chỉ mỉm cười gật đầu chào hỏi sau đó đường ai nấy đi kết quả sẽ được dán lên bảng vào mùng một tháng ba liệu phú vân cố gắng đợi nửa tháng sáng mùng một hắn sai người hầu đi thăm hỏi tin tức. Mãi tới tận khi mặt trời lên cao, bên ngoài vang lên tiếng pháo chúc mừng, hắn mới biết, hắn xếp hạng thứ 58, Kỳ Sương Bạch thì là người đứng đầu trong cuộc thi lần này. Chúc mừng Liễu Huynh, Kỳ Sương Bạch chúc mừng. Cùng vui, Liễu Phú Vân cũng mỉm cười theo. Hai người còn đang nói chuyện với nhau, định quốc công phủ đã phái người mời cả hai tới phủ, nói rằng muốn vì bọn họ đãi tiệc. Tuy thi đình còn chưa bắt đầu, nhưng tiến sĩ thì đã nắm chắc đây cũng là một chuyện vui đáng ăn mừng chúng ta chuẩn bị chốt rồi sẽ tới kỳ sương bạch mỉm cười liệu phú vân lại đáp kỳ huynh cứ đi trước đi ta còn phải chuẩn bị để tới chúc mừng huynh ánh mắt kỳ sương bạch lóe sáng đồng ý vậy ta sẽ đợi huynh ở quốc công phủ liệu phú vân trở lại phòng mình lấy cái cháp gỗ ra bây giờ hắn đã là tiến sĩ có lẽ đã có thể mở cái cháp này hắn gần như không chờ nổi mà vặn mở chốt, nhưng khi sắp mở ra, Liễu Phú Vân lại đột nhiên ngừng lại. Hắn ngẩng đầu hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế, người đâu, chuẩn bị xe. Hôm nay là ngày nghỉ, Phó Thị Lang dẫn theo nữ nhi đi chùa hộ quốc. Nếu bây giờ hắn qua đó thì sẽ gặp được ông trong chùa. chương 20 chương 20, gửi hộp đít, ai? Sau khi Liễu Phú Vân lên xe rời đi, Kỳ quản gia lập tức lặng lẽ bám theo sau. Nhưng Liễu Phú Vân đã đề phòng trước, cố ý đi vòng đường xa, sau khi cắt đuôi được mới tiếp tục thẳng tới chùa Hộ Quốc. Phó thị lang là đứa con thứ tư của định Quốc Công. Khác với ba vị ca ca vô dụng trên tuổi, khi còn tuổi niên thiếu ông đã đỗ tiến sĩ, giờ chưa tới 40 mà đã ngồi trên vị trí cao, là người có thể giúp Đỉnh Quốc Công phủ giữ vững sự phồn vinh trong mấy chục năm tới. Có thể nói tuy bên ngoài thì thấy định quốc công phủ do định quốc công làm chủ, nhưng người nắm giữ quyền lực thật sự lại là Phó Thị lang Vì điều này cho nên khi vị quan chủ kia bảo hắn giao đồ vật cho Phó Thị lang Liễu Phú Vân mới tin rằng nàng có chút năng lực. Đến khi tới được chùa hộ quốc thì đã là giữa trưa. Muốn biết Phó Thị lang ở đâu, chỉ cần hỏi tăng nhân trong chùa là được. Công tử, hiện giờ Phó Đại Nhân đang ngắm hoa sau núi, trụ trì đang tiếp đón. Tùy Tùng sau khi hỏi thăm xong lập tức về bẩm báo. Sau núi à, Liễu Phú Vân dừng bước, nếu bọn họ đang ngắm hoa thì hắn không tới làm phiền nữa, vậy thì ngươi cứ để ý bọn họ, nếu Phó Đại Nhân quay lại thì lập tức báo cho ta biết. Vâng, Chùa Hộ Quốc là ngôi chùa đệ nhất kinh thành, hơn nữa bây giờ đang là đầu xuân, khách hành hương tới lễ Phật rất đông. Liễu Phú Vân ôm cháp gỗ, tránh dòng người đông đúc, tìm một nơi yên tĩnh mà ngồi xuống khi con người ngồi im một chỗ thì thường hay suy nghĩ lung tung. Ngay khi hắn đang ngây ngần nhìn cháp gỗ thì tiếng nói của một đôi phu thê bên cạnh truyền tới. Các vị Phật này rốt cuộc có linh hay không đây? Lão nương đi xin hơn 10 tòa chùa miếu rồi, nhưng vẫn chưa thể có con. Giọng nói của nữ nhân hơi không kiên nhẫn. Muội bái mấy bức tượng đất đó làm gì, thà rằng chúng ta tự mình cố gắng nhiều hơn. Nam nhân lại không hề kiêng kỵ gì cả. Bậy bạ, thầy bói nói rằng chỉ cần chúng ta lên núi cầu xin là có thể có thai. Có phải vì trước kia huynh giết chóc nhiều quá nên giờ mới không thể có con, ông trời đang trừng phạt ta chứ gì? Ta mà giết nhiều người á? À? Chưa không nói tới việc ta đã rửa tay chậu vàng nhiều năm, những người ta giết đều là đám cặn bã. Nếu ông trời thật sự công tư phân minh thì đã sớm để ta cho muội sinh 10 đứa, 8 đứa rồi. Huynh còn dám nói nữa. Ôi ra, đừng nhéo nữa, lỗ tai sắp xớt luôn rồi lúc bọn họ đi ra từ sau núi giả liễu phú vân thấy một nữ nhân đang nhéo tai nam nhân dáng người nữ nhân kia rất mập mạp mỗi bước đi đều làm cho thịt mỡ trên má rung lên nam nhân thì cao gầy trông y như cây gậy trúc liễu phú vân không cố ý nghe lén hắn đứng dậy gật đầu như xin lỗi bọn họ lùi về sau nửa bước nữ nhân thấy có người ngoài cũng không chịu buông tay ra chỉ có đôi mắt nhanh chóng liếc nhìn liễu phú vân đợi khi hai người rời đi, liệu Phú Vân vẫn còn loáng thoáng nghe được, nếu nhi tử của ta sau này cũng tuấn tú như thế thì tốt quá. Nam nhân cố vùng vẫy trong tay nữ nhân, nếu giống như ta thì muội cứ bỏ suy nghĩ này đi. Không đúng, không phải muội muốn đổi phu quân đấy chứ. Muội đừng có mà mơ. Bọn họ dần đi xa, Liễu Phú Vân theo bản năng nở nụ cười nhạt, nhưng khi ánh mắt rời xuống chắp gỗ, đôi mắt của hắn lại xa sầm. Khoảng chừng hai khắc sau, Tùy Tùng chạy về, thờ hồn hển nói, công tử, phó đại nhân quay lại rồi. Liễu Phú Vân lập tức ôm cháp gỗ đứng lên. Phó Thị Lang vừa tạm biệt trụ trì, Tùy Tùng đã tới cạnh nói nhỏ bên tai ông rằng có Liễu Ngũ Lang của Liễu gia cầu kiến. Phó Thị Lang có ấn tượng không tệ với vị hậu bối trẻ tuổi này của Liễu gia. Hai nhà phó Liễu là thông gia, cho nên ông cũng nguyện ý giúp đỡ hậu bối ưu tú. Hôm nay không phải là ngày yết bảng sao? Phó Thị Lang hỏi, ông rời khỏi kinh chính là vì không muốn bị vài việc nhỏ cuốn lấy. Vâng, Liễu Công Tử đứng thứ 58. Tùy Tùng đã sớm hỏi thăm tin tức rõ ràng. Ồ, Phó Thị Lang hơi ngoài ý muốn. Khổ học suốt 10 năm, ngày đạt tiến sĩ hẳn nên tổ chức ăn mừng, nhưng hiện tại Liễu Phú Vân lại bỏ hết mọi thứ mà tới tìm ông, xem ra có chuyện rất quan trọng. Vì nể tình nên Phó Thị Lang hỏi, hắn đợi đã bao lâu? Đợi hai khắc, ồ phó thị lang vuốt râu nói bảo hắn vào đi người bình thường tới chùa sẽ không có chỗ dừng chân nhưng quan to quyền quý đều sẽ được chùa để riêng cho một căn phòng để bọn họ thay y phục hoặc nghỉ ngơi rất nhanh liệu phú vân được mời vào trong đúng lúc cơm trưa ở chùa được đưa tới phó thị lang nhìn hắn một hồi sau đó mời hắn ngồi xuống bởi vì cơm chay đã bưng lên cả hai đều có thói quen không nói khi ăn và ngủ Thế nên Liễu Phú Vân chỉ im lặng ngồi ăn chung, không mở miệng. Phó Thị Lan thấy hắn có thể bình tĩnh như vậy thì trong lòng thầm gật đầu. Sau khi ăn xong, Phó Thị lang bảo người hầu dẫn nữ nhi đi chơi, ông cầm chén trà hỏi Liễu Phú Vân, hôm nay là ngày ít bảng, người không đi ăn mừng mà tới đây tìm ta làm gì. Liễu Phú Vân im lặng một hồi, nói, đại nhân, ta đã tìm được chút tin tức của Tam Nương. Ồ, Phó Thị Lan chơi đùa với nắp chén trà ngước nhìn thanh niên đối diện, ở đâu? Mặc dù đại ca không quan tâm tới việc tam nương chết bệnh, nhưng dù sao đây cũng là chất nữ của ông, ông đã tìm người âm thầm đưa tam nương về, nhưng tới giờ vẫn không có tin tức. Liễu Phú Vân đặt một cháp gỗ lên bàn, đáp ta không biết muội ấy đang ở đâu, nhưng lúc ta tới Thủy huyện, đã gặp được một vị quan chủ. Vị quan chủ kia nói rằng chỉ cần mở cái cháp này ra thì tam nương sẽ xuất hiện. Sau đó, Hắn kể toàn bộ những chuyện mình nghe được và nhìn thấy ở thủy huyện với đối phương. Lúc nói tới Ngọc Bội, Phó Thị Lang thả chén trà xuống, đợi tới khi hắn kể rằng tòa đạo quan kia rất quái dị, tuy trong lòng Phó Thị Lang không tin nhưng sắc mặt vẫn có chút nghiêm túc. Người đó nói ngươi mang cháp gỗ tới chỗ ta sao?" Phó Thị Lang hỏi. "Đúng thế." Phó Thị Lang suy nghĩ nhìn về phía cháp gỗ đơn sơ, ông không lập tức mở ra, chỉ nói, "Hiện giờ cháp gỗ đã tới đây." Người về trước đi. Ngài không mở nó ra sao? Liệu Phú Vân không ngờ ông sẽ đuổi hắn đi, vội nói, nơi này có manh mối của Tam Nương. Có lẽ lúc này muội ấy đang chịu khổ ở nơi nào đó, đang đợi chúng ta tới dẫn muội ấy về. Ta sẽ mở, Tam Nương ta cũng sẽ tìm. Phó Thị Lang nhìn hắn, nhưng việc quan trọng lúc này của ngươi chính là cuộc thi đình sắp tới. Nhưng, không nhưng nhị gì cả. Phó Thị Lang nghiêm túc nói, tất cả mọi người đều đang dõi theo, chẳng lẽ ngươi muốn khiến bọn họ thất vọng hết sao? Liễu Phú Vân nhìn chắp gỗ một hồi lâu, cuối cùng chỉ đỏ bừng đôi mắt. Hắn biết Phó Thị Lang không muốn hắn bị phân tâm, hoặc là trong lòng Phó Thị Lang Tam Nương đã vậy. Vãn bối tháo tử hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, khó khăn nói, nếu như có tin tức của Tam Nương, xin đại nhân hãy báo cho ta biết. Đi đi. Sau khi tiễn liễu phú vân đi, phó thị lang mở cháp gỗ ra, bên trong có một bộ y phục rách tung tóe dính đầy máu. Vết máu trên đó đã rất cũ, giống như những vết xì xét, tuy gần như không còn bộ dạng ban đầu nhưng chất liệu và màu sắc trên đó vẫn chứng tỏ rằng đây là y phục của một tiểu thư xuất thân phú quý. Ngay khi nhìn thấy bộ y phục này, ánh mắt phó thị lang trở nên u ám. Mặc dù có một ý nghĩ đang dần xuất hiện trong lòng, nhưng ông không phải loại người chỉ biết nghe một phía. Mọi chuyện cuối cùng ra sao, ông phải tận mắt nhìn thấy mới tin được. Kỳ Phương, ông gọi tùy tùng của mình, lập tức tới thủy huyện. Tam nương cho dù gặp chuyện không may thì cũng phải để lại thi thể. Cùng lúc đó, ở Thanh Tùng quan cách xa ngàn dặm, Phó Yểu đặt một quân cờ xuống, nói với Tam nương, "Phó gia cuối cùng cũng phái người tới đón ngươi rồi, vui không?" Chương 21. Chương 21, sự thật phía sau edit, ai beta tên gì ấy nhỉ? Trước đây Tam Nương hy vọng người nhà tìm kiếm mình cỡ nào, thì bây giờ nàng lại oán hận phó gia bấy nhiêu. Ngài không thích, phó gia. Tam Nương hạ cờ, hỏi tại sao? Vấn đề này nàng ta thắc mắc từ lâu rồi, cuối cùng thì cũng có thể bình tĩnh mà nói thành lời. Phó gia ai nấy cũng đều ích kỷ, vô tình, chỉ vì hai chữ ích lợi, bọn họ thậm chí còn có thể nhẫn tâm bán đứng người thân ruột thịt. Những kẻ như vậy, ai mà thích cho nổi chứ? Phó Yểu đáp. Ngài nói đúng, nhưng mà, có một người khác. Tam Nương nói, đó là tư thúc của ta, thúc ấy khác họ. Nếu không nhờ tư thúc, phó gia cũng chỉ có thế. Phó Yểu không nói gì, tiếp tục đánh cờ, nhưng Tam Nương lại có thể cảm nhận được tâm trạng nàng hiện đang rất tệ. Kinh thành. Tối đó, khắp định quốc công phủ chỗ nào cũng sáng đèn. Tôn nữ tế tương lai và chất tử phía thông gia đều vượt qua kỳ thi, định quốc công thân là trưởng bối, việc tổ chức tiệc chúc mừng như vậy cũng chẳng có gì là sai. tôn nữ tế con rể, thế nhưng thi đình còn chưa bắt đầu, giờ đã chúc mừng khắp nơi thì quả là hơi phô trương, thế nên chỉ mở một buổi tiệc nhỏ trong nhà. liễu phù vân ngồi bên ngoài sảnh nói chuyện với trưởng bối phó gia, còn kỳ sương bạch được mọi người quan tâm thì đang ở hậu viện nói chuyện với phó ngũ nương. phó gia nhà cao cửa rộng, vậy nên không cho phép có chuyện lén lút tư tình chỉ là giờ kỳ sương bạch đã là hội nguyên tiền đồ vô lượng phó gia cũng đành mắt nhắm mắt mở mà coi như không thấy hội nguyên người đứng đầu cuộc thi hội nàng tìm ta có chuyện gì sao kỳ sương bạch biết phó mũ không phải dạng người lùi tình tìm hắn ta cũng tức là có việc muốn nói phó mũ nương đuổi hết nha hoàn xuống nói thẳng ta muốn thành thân sớm nàng đùa đấy hả kỳ sương bạch nhíu mày hôn sự của bọn họ được tổ chức vào tháng năm giờ đã là tháng 3 rồi, đột nhiên tổ chức sớm chắc chắn sẽ bị cửa trách. Ta không đùa, tối nay chàng đi nói với gia gia của ta đi, đợi thi đình xong thì lập tức thành thân. Ta không muốn đợi thêm nữa. Phó ngũ nương nhìn hắn ta rồi nói. Trong lòng à ta rất rõ, kỳ xương bạch không phải là kẻ chỉ có giá tâm bình thường, một khi hắn ta đứng ở địa vị cao hơn, hôn sự của bọn họ chắc chắn sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nàng không tin ta. Kỳ Sương Bạch hỏi. Phó Ngũ Nương mỉm cười, không phải ta không tin chàng. À ta chỉ tin chính mình, chuyện của Tam Nương luôn là tảng đá lớn đè nặng trong lòng của ta, ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi phó ra thôi. Hơn nữa, thành thân sớm cũng không phải chuyện lớn gì, ta tin rằng chàng có thể tìm được một lý do hoàn mỹ. Kỳ Sương Bạch đã hiểu, nàng đang dùng Tam Nương để uy hiếp ta. Hiện tại đã nói tới nước này, vẻ ấm áp trên mặt hắn cũng biến mất hoàn toàn, nàng đừng quên người đâm một dao vào sau lưng phó tam là nàng cây thủy thủ đó nếu ta nhớ không lầm thì chính là quà sinh nhật tam nương tặng nàng nhỉ nếu chuyện này bị đưa ra ánh sáng hung thủ giết người cuối cùng cũng chỉ có nàng à phó ngũ nương cười lạnh mới chỉ là hội nguyên mà đã không thèm che giấu bản chất thật rồi à cũng tốt nếu ngươi đã tự tay chọc thùng tầng giấy mỏng này vậy thì nghe cho rõ đây tết thượng nguyên người đi chữa bệnh lúc đó người đi cùng ngươi hẳn là thiên kim của tướng phủ nhỉ? đừng có nói với ta là các ngươi chỉ tình cờ gặp nhau kỳ xương bạch hà chúng ta đều là những kẻ tay từng nhúm máu chẳng ai có thể xem thường đối phương đâu ta bất chấp nguy hiểm như vậy không phải để thành bàn đạp cho ngươi ta muốn gả cho ngươi muốn làm trạng nguyên phu nhân ta muốn có được vinh hoa phú quý chỉ cần ngươi cho ta thứ ta muốn về sau ngươi có trêu hoa gẹo nguyệt thế nào ta cũng chẳng buồn quan tâm nhưng nếu ngươi định bội tình bạc nghĩa, vậy thì chỉ còn cách cá chết lưới rách. Một khi những chuyện này bị vạch trần, ta sẽ nói với mọi người, rằng ai là người đã thầm lặng viết thư cho ta, là ai cứ liên tục dụ dỗ ta qua lại với tỷ phu tương lai. Cùng lắm thì ta xuống tóc làm ni cô, nhưng còn ngươi, sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Lợi và hại trong đó, ngươi chắc hiểu rõ hơn ta. Phó ngũ nương nói xong, hai mắt kỳ xương bạch đã lạnh lẽo như băng tuyết một lúc sau hắn ta đột nhiên mỉm cười dịu dàng vén tóc phó ngũ ra sau tai khiến nàng thấy không an toàn như vậy là do ta sai nàng yên tâm tối nay ta chắc chắn sẽ nói chuyện này với định quốc công để nàng có thể nở mày nở mặt mà gả cho ta phó ngũ nương biết hắn ta đã nhượng bộ vậy thì tốt ta đợi tin vui từ chàng ả à ta vừa lòng đáp kỳ xương bạc tới nhanh đi cũng nhanh hắn ta còn phải có mặt ở sảnh chính Phó ngũ nương đã nói xong những gì cần nói, không có ý định giữ hắn ta ở lại. Ngay khi trong phòng không còn ai khác, phó ngũ nương nhìn ánh nến trong phòng, hai tay nắm chặt. Một bước sai, từng bước sai, nhưng à ta sẽ không hối hận. Nghĩ tới đó, ánh mắt à ta lập tức trở nên kiên quyết. Tiệc ở sảnh chính bắt đầu, vô cùng náo nhiệt, đến khi cơm no rượu say, kỳ xương bạch đột nhiên đứng trước mặt mọi người xin định quốc công cho phép hắn ta và ngũ nương được phép thành thân trước thời hạn. Mọi người đều thấy kỳ quái, lập tức hỏi nguyên nhân. Thân thể của gia mẫu vẫn luôn không tốt, khuôn mặt anh Tuấn của kỳ sương bạch hiện lên nét sầu lo, người luôn hy vọng ta có thể nhanh chóng thành thân. Sương bạch ta đã là làm khổ mẫu thân 20 năm dòng rồi, điều duy nhất ta có thể làm bây giờ là hoàn thành tâm nguyện của người. Vậy nên, chỉ mong quốc công và các vị trưởng bối thông cảm. Dù nghe hắn nói thế, nhưng mọi người ở đây lại nghĩ tới chuyện khác. Nếu kỳ lão phu nhân đã không thể gắng gượng thêm được nữa, thật sự qua đời vì bệnh thì hôn sự sẽ phải kéo dài thêm 3 năm. Sau 3 năm, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Kỳ Sương Bạch có tương lai tươi sáng như thế, rất đáng để bọn họ mượn sức. Chỉ là tổ chức hôn sự sớm hơn mà thôi, không có gì quá to tát. Sương Bạch quả nhiên là đứa con hiếu thảo. Định Quốc Công khen ngợi, những người khác cũng tâm bốc một phen. Phó thị lang ngồi bên cạnh cười mỉm, không nói gì, Liễu Phú Vân bày ra bộ dạng say rượu. Hai người bọn họ không tham gia, hôn sự cứ thế được quyết định. Ở phòng sau, các nữ nhân nghe được tin tức này lập tức chiêu chọc Phó Ngũ Nương một hồi, cho tới khi à ta xấu hổ đến đỏ mặt mới chịu buông tha. Kinh thành cách thủy huyện một khoảng xa, đi theo đường sông thì cũng phải mất 10 ngày nửa tháng mới tới được ngay khi Phó Thị Lang sai tùy tùng lặng lẽ xuôi nam, Kim Lăng cũng xảy ra việc ngoài ý muốn. Mọi chuyện rất đơn giản, Phó Hiểu và Tam Nương vẫn tới nghe Bạch Quả đọc sách mỗi đêm, có lẽ Bạch Quả đã để dành rất nhiều, thường xuyên lấy Bạch Quả ra cho các nàng ăn. Ngày nào Tăng Lữ quét tước cũng thấy nhiều Bạch Quả rơi rụng khắp nơi, nhưng tối đến có canh trường cỡ nào cũng không thấy có người tới, thế nên tin đồn quái dị về Bạch Quả lại tiếp tục lan truyền. Đầu xuân, dân chúng kìm nén suốt cả mùa đông, vừa nghe tin đã lập tức kết bè kết đội tới thăm cây bạch quả, chiêm ngưỡng uy phong của nó. Cây bạch quả rất thích náo nhiệt, người càng nhiều thì hắn càng vui, đôi khi còn trêu chọc vài khách hành hương đi ngang qua. Kết quả là xảy ra chuyện, ngay khi bạch quả định kéo khăn choàng của một khách nam xuống thì đột nhiên phát hiện, hắn rớt ra khỏi cây bạch quả luôn rồi. Tên gì ý nhỉ, sau khi chọc ghẹo một nam nhân, ta từ trên cây rớt xuống. À nhớ ra rồi, chọc ghẹo nam nhân, ta rớt khỏi cây lúc nào không hay. Chương 22. Chương 22, quá khứ phủ bụi yêu đít, ai, beta, tên gì ấy nhỉ? Bạch quả đã kẹo trong cây hơn một ngàn năm, trước đây dù hắn dùng cách nào đi chăng nữa cũng chẳng thể thoát ra ngoài. Nhưng giờ đột nhiên thấy mình văng ra khỏi thân cây, trong lúc hắn vẫn còn đang ngơ ngác, vị khách nam phía trước thấy sau lưng có tiếng động, quay đầu lại. Vị huynh đài này, huynh có ổn không? Bạch quả nghe tiếng, lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với khuôn mặt của nam tử, hắn đột nhiên kinh ngạc, bật thốt, phùng niên. Khách nam không ngờ vị thiếu niên tuấn tú này lại nhận ra mình, khó hiểu nhíu mày, hỏi, huynh là. Bạch quả chẳng ngờ lại đụng chúng Lê Phùng Niên, mặc dù trước đó, hắn đã tưởng tượng vô số cảnh tượng khi cả hai gặp lại nhau. Nhưng khi thật sự gặp mặt, hắn lại thấy mình chưa chuẩn bị tốt. Ta đau bụng, ta đi nhà xí chút bạch quả vội vã bỏ chạy, mãi tới khi biến mất khỏi tầm mắt nam nhân kia, hắn mới xoay người dựa vào tường, một tay ôm lấy lồng ngực, cả trượt dần xuống. Rõ ràng hắn đã không nhớ nổi khuôn mặt của đối phương nữa, ngay cả giọng nói cũng chẳng rõ, nhưng khi chạm mặt, hắn lại có thể lập tức nhận ra. Đó là Lê Phùng Niên. Dựa người vào tường, đợi tới khi bình tĩnh lại, lúc bạch quả trở lại hậu viện thì nơi đó đã không còn một bóng người. Chùa miếu lúc trạng vạng rất vắng vẻ, hắn thấy may mắn vì vừa rồi không có người, nếu không đột nhiên có một người lăn ra khỏi cây bạch quả, có lẽ đối phương sẽ cho rằng hắn là yêu quái cần phải bị tiêu diệt mất. Buổi tối, Phó Yểu vừa tới đã nhìn thấy có một thiếu niên ngồi dưới tán cây bạch quả. Thiếu niên môi hồng răng trắng, trông rất đẹp mắt. Các người tới rồi, bạch quả mỉm cười về phía các nàng, tam nương thấy thế cũng biết hắn là ai. Ngươi, ra ngoài, tam nương hỏi, Ừ, Bạch Quả không giải thích nhiều, cầm sách lên, tiếp tục đọc nội dung hôm qua. Tam Nương thấy hơi lạ, nhưng Phó Yểu không nói gì, nàng ta cũng đành im lặng theo. Tiếng đọc sách vang lên tới tận giờ sửu, Bạch Quả khép sách lại, nói với Phó Yểu, từ mai, có lẽ ta sẽ không thể đọc sách cho ngươi nghe được nữa. "Được," Phó Yểu đáp, "Tam Nương, chúng ta về đạo quan thôi." Bạch Quả thấy các nàng định rời đi thật vội hỏi các ngươi không tò mò đã có chuyện gì xảy ra sao phó yểu ngừng lại không phải ngươi không muốn nói à ta bạch quà nghẹn hỏng nhưng hắn nhanh chóng mỉm cười nhảy xuống tảng đá cạnh thân cây cho dù ta không nói thì cũng đâu có giấu giếm được ngươi một khi đã nói được câu đầu tiên thì chuyện phía sau cũng dễ nói hơn nhiều hôm nay ta đã gặp lại hắn rất đột ngột ta còn chưa kịp chuẩn bị gì cả thế nên chỉ biết quay đầu bỏ chạy tên của hắn vẫn giống với kiếp trước, ngay cả vẻ ngoài cũng đẹp như trước kia. Hắn nhìn thấy ta, còn nghĩ rằng ta là người, hỏi ta là ai. Bây giờ ta đã bình tĩnh lại rồi, tâm nguyện cũng đã được hoàn thành, có lẽ ta sắp biến mất, vậy nên mới nói không thể tiếp tục đọc sách cho ngươi nghe được nữa. Tâm nguyện của ngươi thật sự đã hoàn thành. Phó Yểu hỏi lại. Bạch quả không thể đáp lời. Nhưng đến khi hắn tỉnh táo lại, Phó Yểu đã rời đi bạch quả cùng với tâm trạng như sắp phải rời bỏ thế gian, quan sát nơi này thật kỹ, rồi rời khỏi chùa Đại Tự Ân. Kết quả vừa mới bước khỏi cửa chùa, hắn đã thấy Lê Phùng Niên đứng bên cạnh tiệm bán lồng đèn, ánh sáng màu cam ấm áp chiếu lên mặt hắn, khiến gương mặt lạnh nhạt kia cũng hiền đi không ít. Dường như Lê Phùng Niên nhận ra ánh mắt của hắn, nghiêng đầu nhìn bạch quả, khi bốn mắt đối diện nhau, Lê Phùng Niên nhẹ nhàng gật đầu với hắn như chào hỏi, rồi lại tiếp tục xem đèn lồng bạch quả đột nhiên nghĩ tới câu hỏi vừa rồi của phó yểu hắn thật sự đã hoàn thành tâm nguyện rồi sao hai chân bạch quả vô thức đi tới cạnh lê phùng niên chỉ vào một cái lồng đèn hình con thỏ lấy cái này đi rất đẹp lê phùng niên tiếp nhận ý tốt của thiếu niên xa lạ chỉ nhẹ giọng nói lời cảm ơn cũng chọn chiếc đèn đó đợi trả tiền xong hắn hỏi bạch quả huynh quen ta coi như là có quen biết đi bạch quả đáp coi như câu trả lời này khiến lê phùng nhiên có vẻ ngoài ý muốn nhưng hắn không phải kiểu người nhất quyết phải hỏi cho rõ ràng vậy nên mua đồ xong thì cũng lập tức chào tạm biệt bạch quả tại hạ còn có việc xin rời đi trước à được bạch quả không quen lắm với thái độ lạnh nhạt của hắn lòng chợt nảy lên cảm giác khó mà nói thành lời bạch quả trơ mắt nhìn đối phương hòa vào dòng người không thèm xoay đầu lại cuối cùng biến mất không thấy đâu hắn cứ đứng lặng tại chỗ lòng thấy vắng vẻ vô cùng bạch quả mất hứng đi dạo, đành quay lại thân cây trong chùa. Muốn uống rượu không? Không biết phó yểu đã quay lại từ lúc nào, tay còn cầm theo một vò rượu. Bạch quả nhìn nàng đầy bất ngờ, hai mắt hắn sáng bừng lên, tùm tỉnh cười rồi nhận lấy rượu, trái tim cũng ấm áp hơn phần nào, cảm ơn. Là rượu gạo rẻ thôi, uống tạm đi. Bạch quả nhấp một ngụm nhỏ, khen, rất ngon. Sau đó, hắn nhìn về phía phó yểu, người quả là người tốt hả ta là người tốt phó yểu cười những người và quỷ chết trong tay ta chắc chắn là không đồng ý với lời ngươi vừa nói đâu nhưng ngươi đối xử với ta rất tốt cuối cùng hắn còn nói thêm ta cảm nhận được đừng nói chuyện xến xúa thế chứ phó yểu ghét bỏ ra mặt là vì ngươi vẫn còn tác dụng vẫn còn có thể đọc sách cho ta nghe nếu không ngươi đừng hòng được uống rượu của ta nhiều lắm ta chỉ cho ngươi liếm mấy cái thôi phi bạch quả không nhịn được mà phì cười hắn ngồi dựa vào thân cây nhìn bầu trời sao trên đầu tự nhiên tâm trạng tốt hơn nhiều rồi thế mới nói những lúc buồn khổ vẫn nên tìm ai đó để nói chuyện phiếm thật ra ta vốn cho rằng hắn sẽ nhận ra ta cho dù không biết ta là ai thì cũng cảm giác như từng gặp ta từ đời trước nhưng đáng tiếc là hắn lại không có chút cảm giác nào cả thậm chí có lẽ hắn đã có người trong lòng rồi cây đèn hình con thỏ đó chắc chắn hắn không mua cho bản thân mấy chuyện này ta đều hiểu được dù sao ta cũng tới chậm ta cũng không thể bắt hắn cứ mãi đợi ta hắn bây giờ là người còn ta là quỷ ta biết người quỷ thủ đồ ta bạch quả đột nhiên không nói gì nữa lời thông cảm có thể nói ra miệng nhưng chẳng thể tự dối lòng nếu lúc đó hắn cũng chết chung với ta thì tốt biết mấy nhưng hắn không chết phó yểu nói đúng vậy uống thuốc giả thì sao mà chết được bạch quả đáp hắn thấy phó yểu quay sang nhìn mình vội giải thích không phải hắn giả vờ là có người cố ý đổi thuốc của hắn người đó là ai bạch quả hít mũi uống một ngụm rượu rồi đáp có lẽ vì trước đây ta bị nhiều người ghét quá à hình như ta chưa nói với ngươi cha của ta trước kia là quan lớn ta là nhi tử duy nhất của y vậy nên lúc nào cũng được người khác nịnh nọt dù ở trong thư viện có tiếng thanh quý nhất cũng vô số người muốn làm tùy tùng của ta chăm sóc ta từng ly từng tí. Chỉ cần ta không thích người nào thì sẽ có rất nhiều người nhắm vào người đó. Lúc đó Phùng Niên, tên hắn là Lê Phùng Niên. Hắn giải thích một chút, gia cảnh Phùng Niên bần hàn, lại ít nói, hơn nữa còn tài giỏi, Sơn Trường rất là thích hắn. Lúc đó có lẽ đầu ta bị uống nước, cứ thấy hắn đang cướp đi sự nổi bật của ta, cho nên không thích hắn chút nào. Người cũng biết là kẻ có quyền chỉ cần dùng một ánh mắt, thì người bên dưới sẽ tự động giúp ngươi rửa sạch toàn bộ chướng ngại vật ta không thích phùng niên vậy nên có không ít người bắt đầu nhắm vào hắn mấy chuyện đó tất nhiên là ta cũng biết dù không trực tiếp tham gia vào nhưng cũng không hề có ý can thiệp tính cách của phùng niên vốn rất cứng cỏi toàn tâm toàn ý chỉ đặt lên việc đọc sách hoàn toàn làm lơ mấy thứ dơ bẩn kia mặc cho mọi người cứ tiếp tục chia bè kết phái hắn vẫn giữ vững tâm người mà mình muốn dẫm đạp xuống chân lại càng ngày càng rực rỡ lúc đó ta rất giận nhưng cũng chẳng làm được gì năm đó cha ta bị bãi quan ta cũng từ đám mây cao rơi xuống vũng bùn lầy con người ai mà chẳng vậy khi ngươi ở trên cao thì ngươi nói gì cũng đúng nhưng khi thất thế thì bọn họ nói ngươi là cái gì ngươi chính là cái đó những kẻ trước kia tân bốc ta càng cao thì bây giờ cũng dẫm ta càng mạnh trong mùa đông khắc nghiệt ta bị đuổi khỏi trường đít khắp nơi cũng chẳng ai chịu vươn tay giúp đỡ. Nói ra có lẽ ngươi không tin, ta suy nghĩ một hồi, quyết định chui vào phòng Phùng Niên lúc nửa đêm. Khi đó, Lê Phùng Niên tỉnh lại, thấy ta thì sợ tới mức đạp ta ngã xuống giường. Lạ thật, ta cứ tưởng mình đã quên chuyện đó rồi, không ngờ nói chuyện với ngươi một hồi, lại nhớ hết. Bạch quả nhớ chuyện cũ, không nhịn được nở nụ cười, Phùng Niên vốn biết trước đây ta cứ cố tình nhầm vào hắn, Vậy nên cũng chẳng tốt bụng đến mức cho ta ở nhờ. Hắn đuổi ta đi, đừng có làm bẩn chăn của hắn. Lúc đó ta nghĩ, người khác thì thôi đi, nhưng hắn có tư cách gì mà lại ghét bỏ ta? Sau đó, ta nhân lúc hắn không phòng bị, liếm một phát lên mặt hắn, rồi nói là hắn bị ta làm bẩn rồi. Phùng Nghiên tức tới mức muốn ném ta ra ngoài, kết quả là hắn vừa mới mở cửa, đã thấy đám bằng hữu cùng trường đang vây xem. Đến cuối cùng, ta vẫn cứ mặt dày ở lại phòng của hắn lúc đó ta biết cha ta thất thế người khác có lẽ sẽ đối xử với ta giống như ta đối xử với phùng niên trước kia nhưng phùng niên thì không làm vậy chỉ cần ở cạnh hắn ta sẽ được an toàn hơn chút khi ở cạnh một người tài giỏi rất khó để không bị thu hút tuy hắn lúc nào cũng bắt một vị thiếu gia như ta ngủ dưới đất nhưng dưới sự lo lắng cho phụ mẫu suốt một tháng trời ta vẫn rất biết ơn vì có hắn bên cạnh ngày thứ năm, cha ta đã không còn khả năng được phục chức nữa, ta cũng không thể cứ tránh sau lưng của người khác suốt như vậy, nên định về lại phòng mình, dọn đồ sang phòng phùng niên ở chung, sau khi sắp xếp giường nệm xong thì ta chính thức thành bạn cùng phòng của hắn. Có lẽ ta cũng không kém cỏi như trong tưởng tượng. Phùng Niên cũng dần thân thiện với ta hơn, chúng ta bắt đầu sánh vai mà đi. Thật ra ta cũng không biết mình đã thay đổi chỗ nào, ánh mắt cứ không tự chủ được mà dán lên người hắn, để ý từng sở thích của hắn, sau đó thì thích hắn đến khi nhận ra ta định sẽ không nói cho hắn biết thậm chí vì để che giấu ta còn cố tình xuống núi đến tần lâu sở quán tìm niềm vui kết quả là tên khốn tiếp đó biết chuyện báo lại với sơn trường sơn trường phạt ta 3 tháng liền không được xuống núi tần lâu sở quán thanh lâu những ngày ở chung ngày nào ta cũng có thể thấy được cảm xúc của mình cứ luôn dao động vì hắn nếu để mặc như vậy ta sẽ không thể thi cử đàng hoàng, cũng không thể giúp gia đình vực dậy được. Ta nói với Sơn Trường rằng muốn đổi phòng, nói rằng khi hắn đi ngủ thường hay ngáy, ảnh hưởng đến việc đọc sách của ta, kết quả là hắn đứng bên ngoài nghe thấy hết. Tối đó, hắn bắt ta đọc tứ thư ngũ kinh suốt đêm, bảo ta phải chấn chỉnh lại. Mấy chuyện này đều là chuyện nhỏ, đôi lúc ta lại nhịn không được mà nghĩ, thật ra hắn cũng có ý với ta đúng không? Mùng 5 tháng 5 năm đó, Thư viện khó khăn lắm mới cho một ngày nghỉ, lần đấy ta uống không ít rượu, nhưng ta biết ta không say. Vậy mà trong lòng lại trào dâng cảm xúc gì đó như muốn làm loạn, thế nên nhân lúc say rượu, ta hôn trộm hắn một cái. Kết quả sau ngày hôm đó, hắn bắt đầu xa lánh ta. Ta biết, hôm đó hắn không say, nhưng trong trường hợp đó mà không giả vờ say thì phải làm sao đây? Hắn bắt đầu xa cách ta, ta đã hiểu có một số việc ta không cách nào trốn tránh được nữa. Mỗi lần ta nghĩ tới việc làm hắn ghê tởm là ta lại thấy ghét bỏ chính bản thân mình. Ta đổi phòng học, cũng cố gắng né tránh hắn, không chạm mặt hắn nữa, chỉ có lúc thi cử là lại nhìn bài văn dán trên tường của hắn.